Chương 81. 810062 thành. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Chương 81. 810062 thành sư Diệu Diệu nằm ở tô tề tu trong lòng, tô tề tu trên mặt dường như không có việc gì, nhưng là máy chụp ảnh chụp không đến địa phương, thân thể buộc chặt, phản phất là một căng căng thẳng đến cực hạn huyền, chỉ cần lại nhẹ nhàng đụng chạm một chút, có thể ngăn ra. Cười khẽ, y điệp nhìn chầm chầm xem chim kim long. Theo hắn xé rách bản thân quần áo sắc mặt cũng là nửa điểm không thay đổi. Phu quân, khinh chút. Chim kim long thủ dừng một chút, xem y điệp này tấm lãnh đạm lại câu nhân nhanh thần thái, nhịn không được dừng động tác. Ngươi không sợ. Thiếp thân chẳng qua là cái kỹ tử, có cái gì đáng sợ đâu. Túi da bất quá ngoại vật, nhưng là nếu là có thể bởi vì túi da mà cảm thấy vui vẻ, như vậy này thân thân xác thối tha coi như là có giá trị. Y điệp lời nói nhường chim kim long mừng rỡ, vỗ tay nở nụ cười, ôm quần áo không chỉnh y điệp liền trước mặt mọi người làm việc, y điệp cũng là nửa điểm không nao núng, đau liền công, ngứa đã bắt, thích đã kêu, trước mặt mọi người tìm niềm vui chuyện như vậy, ở bọn họ làm đến cũng là đúng lý hợp tình, hết sức sảng khoái. Âu Dương Chính Kỳ nghe đại sảnh bên trong truyền đến thanh âm, xem kia một đám người vây quanh kính không kẻ hở vòng, nhịn không được cắt gao toàn nhanh nắm tay. Y điệp thành công, kế hoạch của hắn có thể bắt đầu thiên hạ này liền muốn là hắn âu dương gia thiên hạ chim kim long cũng là hỗn vui lòng sau khi sản khoái liền ôm gần như toàn quả y điệp đi ra ngoài ngươi có bằng lòng hay không làm của ta phi tử y điệp một cái cánh tay ngọc lõa lồ ở ngoài nghe xong chim kim long lời nói nhìn không được cười nói ngươi là sơn đại vương vẫn là thủy diêm vương làm của ngươi phi tử có cái gì tốt nơi nào có thể hàng đêm làm tân nương ta là này kinh thành thiên vương lão tử chim kim long thô phóng cười nói ông y điệp thủ nửa điểm không đẩu hàng đêm làm tân nương nếu ngươi thủ được trẫm khiến cho ngươi hàng đêm làm tân nương sư diệu diệu có thể cảm nhận được tô tề tu thủ là đủ, hắn có nỗ lực không chạm vào bản thân xích lỏa ở bên ngoài làn da nhưng là ước chừng là giả đứng đắn đi cho dù thủ phóng thật đứng đắn khả tổng cũng có thể gặp được hai hạ này vừa chạm vào nhất lấy, sư diệu diệu tình nguyện hắn thành thành thật thật bắt tay đặt ở bản thân trên lưng đâu, chính là xuống lần nữa mặt điểm, cũng là không thành vấn đề. Trận này diễn nhất kết thúc, tô tề tu liền lập tức buông ra sư diệu diệu, này cổ tử chính nhân quân tử hương vị, cơ hồ theo trong màn hình thẳng tắp hướng sư diệu diệu trên mặt phát. Sư diệu diệu rất là kinh thường nhìn thoáng qua tô tề tu, người này, một tuần kịch xuống dưới luôn luôn hướng tới bản thân, chào, đâu, cũng không biết là ở giả đứng đắn cái gì. Tô Tề Tu chưa từng có chụp quá như vậy rối rắm diễn, hắn muốn thân mật, nhưng là sợ bản thân khống chế không được bản thân. Muốn rời xa, nhưng là sư diệu diệu lực hấp dẫn làm cho hắn nhịn không được tưởng muốn tới gần, hắn trận này diễn chụp là khi thì nhập diễn khi thì ra diễn, kỳ quái cực kỳ. Sư diệu diệu nhưng là phóng khai, giả diễn thực làm sức mạnh làm cho hắn nho nhỏ tô không cẩn thận đụng phải vài lần sư diệu diệu, cho dù là cách quần áo, cũng cũng đủ nhường tô tề tu kích động. Càng miễn bàn sư diệu diệu ở đây thượng kia vài tiếng kêu, Mỹ đến trong khung, nếu không là khống chế được bản thân bất nhập diễn, hắn đã sớm nhịn không được đương trường đem sư diệu diệu cấp làm. Trận này diễn, chụp cùng đánh giặc giống nhau, tô tề tu cảm giác bản thân có thể đã đánh mất nửa cái mạng. Không được, làm lại. VC đạo diễn cao mày, trận này diễn, sư diệu diệu biểu hiện ngược lại không tệ, nhưng là tô tề tu biểu hiện cũng là đại thất tiêu chuẩn. Thuyền diễn thôi, hắn là có thể lý giải trình độ phật phòng, nhưng là ngay cả nữ sinh đều buông ra, tô tề tu vẫn là như vậy một bộ trinh tiết liệt nam bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Tô tề tu mặt cương. Hắn đến một lần đã cơ hồ dùng hết bản thân sở hữu lực khống chế, vậy mà còn muốn lại đến một lần. Quay đầu, nhìn về phía sư diệu diệu, sư diệu diệu xem tô tề tu ánh mắt có chút không nói gì, Tô Tề Tu thậm chí có thể rõ ràng theo trong ánh mắt nàng đọc ra, ngươi cố ý đi, này vài. Nếu bình thường hôn diễn, Tô Tề Tu nhưng là khả năng hội cố ý cô, một lần nữa diễn thượng mấy lần, cái này kêu là làm ngọt ngào tiểu tâm tư. Nhưng là thuyền diễn, cúc thượng mấy lần, khi cơ hồ là muốn mệnh sự tình. Tô Tề Tu cảm thụ được nho nhỏ Tô Trạng Thái, cảm giác nếu tiếp tục đi xuống, hắn sớm hay muộn là cái phế Tô, nho nhỏ Tô cũng không ngoại lệ. Tô, nhập diễn. Không cần bởi vì là thuyền diễn liền ứng phó xong, đây là một hồi rất trọng yếu diễn, đối với nhân vật đắp nặng, tình tiết thôi động đều là một cái mấu chốt tác dụng, ngươi phải hảo hảo diễn. Một lần không được, hai lần. Hai lần không được, ba lần. Không cần thẹn thùng, mọi người đều là trong vòng lão nhân gia, nếu ngươi thật sự không được, ta cảm thấy ngươi có thể cùng sư diệu diệu trước nhờ một chút, ngươi trước thả lỏng một chút, ngươi quá khẩn trương. Tô Tề tu cảm thấy bản thân tình thương biến cao rất nhiều, tỉ như nói hiện tại, hắn có thể cảm nhận được theo VC đạo diễn nơi đó truyền đến nồng đậm bất đắc dĩ cảm xúc, thậm chí hắn có thể cảm nhận được VC đạo diễn suy nghĩ, Tô Tề tu thật sự là cái so tiểu cô nương còn muốn ngại ngùng nhân. Hắn muốn biện giải, nhưng là không thể nào mở miệng. Hắn có thể nói cái gì? Nói sư dịu dịu đối bản thân hấp dẫn quá lớn, bản thân sợ khống chế không được bản thân đương trường làm nàng lời này phân phân chung có thể bị trở thành đối sư diệu diệu ít quấy rầy, người khác chỉ sẽ cho rằng bản thân đối sư diệu diệu động cái gì ý xấu tư, muốn nương điện ảnh danh vọng đến chiếm tiện nghi, lời này, hắn không có cách nào khác nói. Thuận miệng đáp lại VC đạo diễn hảo ý, tô tề tu đi tới sư diệu diệu bên người. Sư diệu diệu nhìn thoáng qua tô tề tu. Tọa. Tô tề tu ngồi xuống, cả người rất nặng mặt. Hắn lần đầu tiên cảm thấy có chút vô lực, bởi vì sư diệu diệu hắn vậy mà mất đi rồi ở diễn trò bên trong toàn cục nắm trong tay sư diệu diệu để chén nước cấp tô tề tu trầm mặt một hồi đột nhiên hỏi ngươi thẹn thùng không là tô tề tu lúc này đây có vẻ thật thản nhiên chỉ là vì thích ngươi cho nên kháng cự không xong của ngươi mị lực mà thôi sư diệu diệu rất khó hiểu khi không là rất tốt nhập diễn ta có thể cảm thấy ngươi quay phim khi không ở trạng thái vì sao tô tề tu nhìn thoáng qua sư diệu diệu có chút bất đắc dĩ của nàng không hiểu phong tình ta nhịn không được hoặc là nói ta sợ ta nhịn không được tô tề tu nói như vậy trắng ra sư diệu diệu tự nhiên đã hiểu ý tứ của hắn suy nghĩ một hồi sư diệu diệu đột nhiên nói kia sẽ không cần nhịn sư diệu diệu lời nói nhường tô tề tu có chút dọa đến nhịn không được có chút hoài nghi bản thân lỗ tai. Xem tô tề tu này lóe quan ánh mắt, sư diệu diệu lặp lại nói. Không phải sợ nhịn không được cho nên không dám vào diễn sao. Như vậy sẽ không cần nhịn, ta không là đồ ngốc, ta sẽ kêu ngừng. Đến ta không tiếp thụ được nông nổi, ta tự nhiên hội kêu cút. Đã phía trước nói qua hết thể giao cho ta, như vậy, cứ yên tâm nhập diễn đi, ta sẽ bản thân bảo vệ tốt bản thân. Tô tề tu ánh mắt lượng lượng Ngươi là đau lòng ta sao Ngươi đây là ngầm đồng ý của ta thích không Trọng điểm là này sao huynh đệ Có thể hay không hảo hảo nghe giảng bài hảo hảo hoa trọng điểm Bạn thích bộ truyện này Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 82 820062 thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 82 820062 thành ước chừng là được sư Diệu Diệu lời chắc chắn, kế tiếp quay chụp quá trình đều thật thuận lợi, thuận lợi đến sư Diệu Diệu thành công bỏ đi đối tô tề tu phương diện nào đó năng lực chất vấn. Chim Kim Long là cái mười phần hôn quân, hắn yêu thích sắc đẹp, được y điệp như vậy bảo bối, làm sao có thể phóng khai thủ. Ba ngày ba đêm, ba ngày ba đêm cùng y điệp ở tẩm cung trong vòng sống mơ mơ màng màng. Chim Kim Long vuốt ve y điệp xích lỏa cánh tay, đem nàng phiên cái thân ở nàng đẹp mắt bương bướm cốt thượng tùy ý hôn môi y điệp nhịn không được rụt lui thân mình than thở nói hôn quân chim kim long nắm bắt y điệp trước ngực hung hăng nhập thân mình đè nặng y điệp cười khẽ ta liền là hôn quân trên đời này không ai không biết ta là hôn quân y điệp nhịn không được ngẩng ngẩng đầu lên nếu không phải nắm chặt chăng nàng cơ hồ có thể bị thân người trên chàng ra giường ngoại của nàng cổ thon dài mỏng manh làn da phím ra thước phân màu, mang theo vài tia mồ hôi, ở ngọn đèn dưới phá lệ mị hoặc. Chim kim long nắm bắt y điệp cổ, cảm thụ được sinh mệnh nhảy lên, động tác càng thêm hung mảnh. Y điệp trên mặt mang theo cười, từ từ nhắm hai mắt, đem cổ đưa đến chim kim long trong tay, mang theo vài phần không muốn xa rời, khả mạch đập nhảy lên không chút nào bất loạn. Chim kim long vuốt ve y điệp cổ, yếu ớt như vậy, chỉ cần bản thân nhẹ nhàng một chút, y điệp mệnh có thể chôn vùi ở trong tay mình, nhiều như vậy nữ nhân, tại đây cái thời khắc tim đập đều nhanh thậm chí không cần thiết dùng sức, có thể đủ cảm nhận được các nàng cơ hồ nhảy ra ít hầu tim đập, nhưng là, cái cô gái này tim đập nửa điểm cũng không có thay đổi, trừ bỏ ở kích động thời điểm thoáng nhanh vài phần, còn lại thời điểm, đều là như vậy không chút để ý, không giống như là nàng ở hầu hạ. Bản thân, ngược lại như là bản thân hầu hạ nàng. Hôn quân, mau mau. Y điệp bất mãn cọ cọ chim kim long thủ, than thở phân phó nói. Chim kim long ánh mắt tối sầm lại, xem y điệp ánh mắt càng yêu thích. Trên đời này, có thể mệnh lệnh bản thân nữ nhân cũng không nhiều, cho dù là ở trên giường, cũng không có vài cái. Nhưng là, cố tình như vậy một cái xuất thân nữ nhân, rất đúng dạ dày bản thân khẩu, này nam nữ Việt, nếu không thể lực lượng ngang nhau, kia còn có cái gì lạc thú. Xoay người ôm y điệp, chim kim long động tác càng mảnh, y điệp nhíu nhíu đầu mày, một đôi tay miễn cưỡng khoát lên chim kim long bả vai phía trên, buông xuống đầu, ở của hắn trên cổ không đau không ngứa cắn. Nhẹ chút, chim kim long nửa điểm không để ý, trái lại tự chinh phạt, thương vàng ngựa sắc thẳng đánh kia khe sâu hoa rơi nước chảy, ngọn núi lung lay sắp đổ. Ba ngày sau, y điệp chân đều là nhuyễn, xem chim kim long cũng không có hảo tin tức. Hôn quân Chim kim long nắm mắt y điệp mặt liền hôn đi xuống, càng là trêu đùa. Một điểm chu môi vạn nhân thường, ai có thể nghĩ đến ngươi một cái thanh lâu nữ tử, sẽ tới trẫm cung điện bên trong. Dứt lời, trừ bỏ hoàng hậu, ngươi nghĩ muốn cái gì phẩm chất, trẫm cũng cho ngươi cái đó phẩm chất. Ta muốn quý phi, ngươi cấp sao? Y điệp ánh mắt rất lạnh, cũng không gặp bao nhiêu phẫn nộ, tự hồ chim kim long nói cái kia ti tiện nữ nhân không là nàng giống nhau hoặc là nói, nàng đã thản nhiên đối mặt bản thân đã từng, thân thể tính cái gì đâu, nàng chinh phục không xong thế giới này, cũng chỉ có thể chinh phục này đó nam nhân, mà trước mặt này nam nhân, cho dù là cái hôn quân, nhưng cũng là trên đời này tối có quyền thế nam nhân. Được đến này nam nhân ưu ái, nàng muốn thế nào phí hoài Âu Dương Gia, liền thế nào phí hoài Âu Dương Gia, đây mới là quyền thế. Chim Kim Long ánh mắt nguy hiểm lên, nắm bắt nữ nhân mặt, ý đồ nhìn ra một chút ít dao động đến. Nhưng là y điệp ánh mắt thật ổn, ổn đến của nàng giả tâm mảy may lộ cũng không có nửa điểm chột dạ. Xem thẩm nghiêm mặt chim kim long, y điệp đứng dậy, cũng không thèm để ý bản thân quần áo không chỉnh, cao mày. Không đồng ý liền tính, làm gì bãi sắc mặt. Hôn quân tất nhiên có cái họa thủy hồng nhan, nghĩ đến ta là không đủ tư cách, cũng là ta một cái thanh lâu nữ tử, có thể hầu hạ vạn tuế cũng đã là thiên đại vinh quang nơi nào còn dám vọng tự nói cái gì yêu cầu đâu chim kim long lúc này nhưng là xấu hổ hôn quân về hôn quân hắn nhưng cũng là cái nhất ngôn cửu đỉnh hôn quân hắn là cái minh quân chất liệu nhưng lại lười làm kia minh quân chỉ cần không lay được nền tảng lập quốc hắn muốn thế nào ngoạn liền thế nào ngoạn đây là quốc gia là hắn hắn muốn thế giới này thế nào có thể thế nào thôi trước phong phi về phần quý phi liền nhìn ngươi này yêu tinh câu không câu trụ ta chim kim long nói thập phần trắng ra trong hậu cung nữ nhân chính là tìm niềm vui dùng là nếu là ngươi hầu hạ không tốt ta vậy theo từ đâu đến đi nơi nào nếu là hầu hạ hảo đừng nói phong phi quý phi chính là hoàng hậu ta cũng nguyện cho chim kim long rất rõ ràng của hắn chính quyền thật ổn cho dù che thanh lâu nữ vì hoàng hậu chỉ cần nội khố xã hảo hắn như thường có thể hảo hảo ngồi ở hắn hẳn là ngồi trên vị trí tiếp tục hưởng lạc tiếp tục sống mơ mơ màng màng tuy rằng là thanh tràng chụp diễn khả dù sao còn là có người ở một bên tô tề tu nhập diễn sau ngược lại cũng là thật sự không khách khí tuy rằng trên cơ bản quay chụp là bảo hộ một ít mẫn cảm bộ vị nhưng là không chịu nổi của hắn phản ứng đại a sư diệu diệu là toàn bộ quá trình bị gậy gọc đỉnh chụp diễn có thể nói bàn về chuyên nghiệp sư diệu diệu so tô tề tu cũng chẳng thiếu gì. Ước chừng là hai người trong lúc đó không khí quá mức. Thước chia hoa hồng bong bóng, cho dù rõ ràng hai người đều làm bảo hộ thi thố, còn sót lại nhân viên công tác vẫn là nhịn không được đỏ mặt. Này chụp, không khỏi cũng quá giống như thật, tuy rằng rõ ràng hai người này không có cơ hội phát sinh cái gì không nên phát sinh, nhưng là xem cái kia hình ảnh, bọn họ đều nhịn không được miên man bất định. A à, đã xong quay chụp tô tề tu liền ra diễn. Xem sư diệu diệu kia quần áo không chỉnh bộ dáng, tuy rằng so với áo tắm hai mảnh muốn bảo thủ, nhưng là như vậy một bộ dục che còn hưu bộ dáng, thật sự là làm cho người ta đem khống không được, tô tề tu cảm thấy nơi nào đó trướng đau, yên lặng cầm chăn che lấp. Nhớ tới quay phim khi cùng sư diệu diệu thân mật, mặt hắn cơ hồ muốn hồng thấu đến phá nát. Sư diệu diệu xem tô tề tu kia túng dạng, hạ cái định nghĩa, có tà tâm, không tạc đảm, cũng chính là ngoài miệng tráng thêm can đảm. Bất quá nhớ tới nho nhỏ tô kích cỡ, sư diệu diệu yên lặng ở trong lòng cấp tô tề tu bỏ thêm cái phân, so với dự tính bên trong mau tay súng, lúc này đây tô tề tu, thật đúng là làm cho người ta giật mình. Nghĩ, xem che che lấp lấp tô tề tu, sư diệu diệu ác thú vị bay lên. Người mau đứng lên a à. Tô tề tu cảm thấy, này không tốt gì đó trong thời gian ngắn là không thể đi xuống, đứng lên nhưng là đi lên, đáng tiếc không phải là mình đi lên. Nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng vị trí, tô tề tu mặt không biểu cảm nhìn về phía phương xa, đừng cho là ta không biết ngươi muốn nhìn ta náo nhiệt. Sư diệu diệu chính là tưởng xem náo nhiệt. Tô tề tu không để ý, nàng liền bắt đầu, đông sờ sờ tay chạm vào chạm vào, so với sư diệu diệu tùy ý, tô tề tu thoạt nhìn giống như là cái cấm. Dục cao tăng, bất vi sở động. Đừng giống cái tiểu nàng dâu dường như ta cũng chưa thẹn thùng đâu sư diệu diệu cố ý cấp tô tề tu ngột ngạt bị sư diệu diệu làm cho ngoan tô tề tu cao mày đè thấp thanh ta là khởi đừng tới bởi vì nho nhỏ tô đi lên nếu không tin ngươi có thể sờ sờ sư diệu diệu sửng sốt một chút nhưng không có giống tô tề tu tưởng tượng như vậy thẹn thùng ngược lại rất có hân trí hồi đáp vừa rồi ta ngược lại thật ra sờ soạn vài lần không thăm dò sở ngươi đã như vậy mời ta cũng không cự tuyệt. Nói xong, sư Diệu Diệu thủ liền muốn hướng Tô Tề tu giữa hai chân đi. Tô Tề tu cảm giác hảo tuyệt vọng, loại này bị điều. Diễn cảm giác, loại này nữ bá vương điều. Diễn tiểu thư sinh cảm giác, cái đó và nói tốt không giống với. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83. 830062 thành bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 83 83006 hai thành sư diệu diệu xem tô tề tu ôm một quyển chăn kiên quyết hất ra chính mình tay rời đi bóng lưng, đột cảm thấy bản thân thật là hơi quá đáng. Đã muốn điều. Diễn liền điều. Diễn triệt để thôi, trả lại cho tô tề tu đại ảnh đế cự tuyệt thời gian, thật sự là rất không đủ đủ tư cách. Kế tiếp quay chụp coi như là xuôi gió xui nước, dù sao không có nhiều như vậy thuyền diễn, tô ảnh đế phát huy coi như là bình thường, trừ bỏ mỗi ngày lúc tối sư diệu diệu luôn có thể nghe được cách vách dài lưu tiếng nước, kia cũng không biết là nước ấm vẫn là nước lạnh. Được sủng, Âu Dương Chính Kỳ liền liên tiếp tiếng cung. Đáng tiếc y điệp đã không là hắn trong khống chế y điệp, chim kim long tốt lắm hầu hạ, hắn mặc kệ nữ nhân gia thế địa vị, hắn để ý chính là cái cô gái này đúng hay không dạ dày hắn khẩu, có phải không phải có thể ở trên giường thỏa mãn hắn, không hơn. Có thể nói, trừ bỏ Y Điệp đối Âu Dương Chính Kỳ yêu, Âu Dương Chính Kỳ không có gì này nọ có thể tới khống chế Y Điệp. Mà phần này yêu, kết quả còn có tồn tại hay không, đều họa cái trước thật to dấu chấm hỏi. Y Điệp liền như vậy treo Âu Dương Chính Kỳ, giống như là Âu Dương Chính Kỳ dĩ vãng treo Y Điệp giống nhau, không chút để ý, cũng không làm cho hắn đào thoát bản thân lòng bàn tay. Điểm này âu dương chính kỳ biết y điệp rất rõ ràng dĩ vãng y điệp là cái bé gái mồ côi cho nên nàng có thể dựa chỉ có âu dương chính kỳ phàm là âu dương chính kỳ đối nàng không thêm nhan sắc một ít nàng như vậy thông minh lại đối bản thân ngoan quyết tâm nữ nhân tuyệt sẽ không hãm như vậy thâm tất cả những thứ này đều là âu dương chính kỳ từng bước một tính kế chiếm được kết quả nhưng là âu dương chính kỳ duy nhất tính sai là y điệp lòng dạ ác độc so với vô vị yêu Y điệp hiển nhiên càng yêu quyền thế. Mà có chim Kim Long, còn có quyền thế. Chim Kim Long cũng phát hiện Âu Dương gia tiểu hành động, hắn là cái hôn quân, cho nên hắn tuyệt không cho phép gì sự vật đến ngăn trở của hắn hôn quân đường. Mà đã là cái hôn quân, diệt trừ dị kỹ nên có cái hôn quân bộ dáng. Một hồi vui vẻ sau, chim Kim Long vút ve y điệp lưng, khi thì phụ thân hôn môi, đợi cho y điệp động tình khi, lại đột nhiên hỏi: Ngươi thích Âu Dương Chính Kỳ. Ngươi ghen tị. Y điệp lời nói có chút lãnh đạm, mặc cho ai trong lúc này bị người chất vấn đều sẽ có chút mất hứng, càng miễn bàn nhắc tới là như thế này một cái mất hứng nhân. Y điệp không quan tâm sinh tử, nàng rất rõ ràng chim kim long tính tình, cùng với lá mặt lá trái, không bằng bãi ra bản thân thật tình, hắn ăn chính là cái trò này. Chim kim long nắm mắt y điệp cầm cười lạnh nói. Ngươi trước kia có nhiều ít nam nhân ta mặc kệ, nhưng là từ nay về sau, chỉ có thể có ta một người nam nhân. Ta biết ngươi là tại sao tới, nhưng là ta không truy cứu, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi còn thích cái kia nam nhân sao? Thích. Y điệp đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, xem chim kim long ánh mắt phản phất xem một cái cỡ nào khả người cười giống nhau. Nếu ta thích hắn, ta đây đã sớm làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn, cấp trên đầu ngươi mang cái thật to nón xanh, cho ngươi chim gia giang sơn sửa họ Âu Dương. Chim Kim Long nghe xong, mừng rỡ, ông y điệp lăn hai vòng, càng là cầm hồ tra hướng trên mặt nàng thân đi. Chỉ biết ngươi này tao đàn bà không ly khai ta. Cút! Y điệp có chút tức giận, như vậy một cái hoàng đế, miệng so với trong thanh lâu nhân còn bẩn, luôn miệng tao đàn bà, lãng chân, cũng không điểm dè dặt. Bất quá nàng nghĩ lại, kỳ quái. Ngươi hỏi cái này làm chi? Ngươi cũng không phải cái hội ghen nhân, thế nào? tưởng mượn đề tài để nói chuyện của mình chim kim long âm hiểm nở nụ cười nhéo một phen y điệp không sai ta muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình việc của ngươi tiểu tình lan y điệp đẩy ra chim kim long có chút lười quan tâm nàng hiện tại chẳng qua là cái nho nhỏ hậu phi tùy tiện đến cá nhân đều có thể nghiền tử nàng nếu không là này hôn quân cả ngày lẫn đêm ngủ ở bản thân bên người bản thân khi nào thì đã chết đều không biết đừng nói việc tình lan hiện tại chính là diệt Âu Dương cả nhà, nàng ánh mắt đều lười trác một chút. Chim Kim Long đã sớm xem thấu y điệp ý tưởng, để sát vào y điệp, lấy một loại cực kỳ mê hoặc thanh âm nói. Ta phong ngươi làm hoàng hậu, thế nào? Ngươi tưởng muốn làm gì? Y điệp là muốn làm hỏa quốc yêu cơ, nhưng là điều kiện tiên quyết là cái còn sống hỏa quốc yêu cơ. Chim Kim Long đây là đem bản thân hướng hỏa cái giá thượng thôi, bản thân còn không có như vậy ngốc liền như vậy ngoan ngoãn ứng. Ta bảo trụ của ngươi mạng nhỏ, ngươi tới dịp ngươi tình lang cả nhà, như thế nào? Chim kim long có một chút không một chút vỗ về y điệp lưng, cảm thụ được nàng đột nhiên buộc chặt, trên tay động tác hơi hơi dừng, mà sau tiếp tục. Trầm mặt nửa ngày, y điệp khinh nở nụ cười. Hảo! Chim kim long nhịn không được nở nụ cười. Ngươi nữ nhân này, so với ta nghĩ tới còn muốn ngoan, khả ta hết lần này tới lần khác liền thích ngươi phần này ngoan. Muốn biết phụ thân ngươi vì sao tử sao? Ta biết. Y điệp nhịn không được nở nụ cười, cho nên nói nàng xuẩn, ở trang nhiều năm như vậy xuẩn sao, vậy mà còn yêu kẻ thù con. Nhưng là đáng được ăn mừng là, nàng rốt cục thanh tĩnh, bị cái loại này hư vô ái mộ mê hồn đầu rốt cục trở nên thanh minh. Y điệp cuối cùng vẫn là thành hoàng hậu, lấy chim kim long, tâm phúc, nữ nhi thân phận cho dù tất cả mọi người đối thân phận của y điệp trong lòng biết rõ ràng, nhưng là ở chứa nhiều trung thần tử giáng lại chỉ chiếm được chim kim long một câu, vậy đi tìm chết đi, sau, tất cả mọi người dần dần trầm mặt đi xuống. Mà trong đó xuất lực tối còn nhiều mà Âu Dương Gia, hôn quân càng mất nhân tâm, Âu Dương Gia mới càng hảo khống chế triều đình, ở y điệp hoàng hậu đường thượng, Âu Dương Gia đẩy trùng trùng một phen. Y điệp thành hoàng hậu sau, Âu Dương Gia động tác, cũng càng thường xuyên. Chim Kim Long cùng y điệp đối này phản phất hoàn toàn không biết gì cả, như trước đang tìm hoang mua vui, thẳng đến có một ngày, Âu Dương Gia thu được một cái mang theo huyết vật. Mà y điệp còn lại là chậm rãi mang theo nhân, đem sắc mặt tái nhật Âu Dương Chính Kỳ ném vào Âu Dương Gia đại môn khẩu. Âu Dương lão nhân liền như vậy một cái độc đinh, nơi nào chịu được như vậy kích thích, đương trường ngất ở, khả y điệp cũng là nửa điểm không biết tôn lão, xem Âu Dương Chính Kỳ mặt mang tiếc núi. Âu Dương công tử thiện sấm bản cung cung điện, muốn vũ nhục cung nữ, bị trong cung nhân phát hiện, này dâm quế hậu cung nhưng là tội lớn, liên lụy tam tộc đều là hoàng ân trao liện, bản cung nhớ Âu Dương gia càng vất vả công lao càng lớn, liền nhường công công cấp Âu Dương công tử đi thế, coi như là hiểu rõ hành vi phạm tội. Thế đi! Âu Dương lão nhân kham kham tỉnh dậy, nghe nói như thế, mạnh phun ra một búng máu đến, thương lão thanh âm mang theo vài phần thê lương con ta y điệp cũng không thèm để ý như trước chậm rãi nói xong bản cung nghĩ âu dương công tử vốn là tiền đồ vô lượng công tử thế gia khả một bước sai từng bước sai đến hiện thời tình trạng cũng là gieo gió gặp bão chính là bản cung không đành lòng công tử cuộc đời này chỉ có thể làm bố y dân chúng như trước nhường hoàng thượng khai ân chuẩn âu dương công tử làm bản cung truyền chỉ thái giám coi như là xem tới được tiền đồ yêu hậu yêu hậu Âu Dương lão nhân cơ hồ là đi đến con trai của mình bên người, xem như vậy con trai, hắn nơi nào còn chịu được, lại phun ra một bún máu đến. Hắn chỉ có như vậy một đứa con, mưu kế trí lực đều ở mọi người phía trên, càng là Âu Dương gia mục đích chung đời tiếp theo gia chủ, nhưng là tất cả những thứ này, đều hủy ở một nữ nhân trong tay. Chính là một nữ nhân, một cái bản thân chướng mắt bé gái mồ côi, một cái đắm mình thanh lâu nữ. Âu Dương lão nhân liên tục kêu khóc vài tiếng, liền ngã xuống Âu Dương chính kỳ bên cạnh, mà xem tất cả những thứ này y điệp, lạnh mặt, mang theo một đám người xoay người rời đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 840062 Thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 84 840062 thành kịch tình phát triển đến như vậy nông nổi, Âu Dương Gia vô đến lại càng phát lợi hại, nhưng là nếu là có thể bị nhân tùy ý tả hữu y điệp sinh tử, như vậy chim kim long cũng vô pháp bị gọi vì hôn quân. Âu Dương Gia bên trong vốn còn có một đống vấn đề, bởi vì y điệp thẳng thắng dứt khoát kia một đao, nhưng vấn đề toàn diện bùng nổ, nguyên bản còn đồng tâm hiệp lực cùng nhau muốn đối phó y điệp nhân, đã biết Âu Dương chính kỳ không còn có cạnh tranh gia chủ tư cách thời điểm, bắt đầu nổi đấu lên. Mà y điệp từ làm hoàng hậu, không ít người bái nàng vì can nương, can bà bà, y điệp cũng không bắt là bẩn thối, chỉ cần là có mới, tất cả đều thu xuống dưới, nhất nhất đề bạc. Chim kim long xem, cũng không ngăn cản, cũng nhậm nàng làm. Trong lúc nhất thời, y điệp ở trên triều đình cũng coi như có một chút lời nói quyền. Ngươi xem, ngươi không có Âu Dương gia đời tiếp theo gia chủ địa vị, cùng lúc trước ta lại khác nhau ở chỗ nào. Ngươi cho là bản thân là chấp chưởng quân cờ nhân, nhưng là, hiện tại, ngươi cũng bất quá là ta trong tay một cái quân cờ." Y Điệp như vậy nói với Âu Dương Chính Kỳ, Âu Dương Chính Kỳ đã không lại là cái kia tác phong nhanh nhẹn quý công tử, Y Điệp kia một đao, thẳng thắng dứt khoát, không có để lại gì đường sống, chưởng đao công công cũng bất quá là kết thúc làm cho hắn thương biến càng sạch sẽ một điểm mà thôi. Âu Dương Chính Kỳ thế nào cũng không thể tưởng được, một cái đối với bản thân nhu tình mật ý tiếp theo dây liền muốn cút lên giường đang nữ nhân làm sao có thể như vậy cười thẳng thắn dứt khoát các bản thân gì đó của hắn nghiệp lớn của hắn tiền đồ liền tại đây một đao lý toàn bộ bị hủy cái sạch sẽ hắn hèn mọn quỳ trên mặt đất xem y điệp cùng chim kim long tán tỉnh thuộc loại nam nhân tự ti một chút dâng lên hắn đã không là cái nam nhân hắn sống được đã không giống như là cá nhân mà hết thảy này là y điệp cho hắn Đáy mắt mang theo khó nén hận ý, hắn sợ hãi rụt rè đáp lời, bị người mang ra ngoài điện. Sự tình chuyển cơ ở địch quốc đại vương tử đã đến. Đại vương tử từng biệt hiệu Lâm Nghiêm tới trước quá cảnh nội, mà một đêm kia, bị Âu Dương gia tôi tớ đánh hôn mê đưa đến y điệp trong phòng nam nhân, chính là đại vương tử Tiên Yến Lâm. Tiên Yến Lâm đến đại điện phía trên, làm chuyện thứ nhất chính là tặng hơn 10 đẹp. Chim Kim Long xem này tràn ngập nước khác phong tình nữ nhân miễn cưỡng vẫy vẫy tay chẳng qua là chút nữ nhân đã còn không đáng giá hắn chuyện bé xé to làm hồi báo chim kim long đem trong hậu cung đẹp nhất nữ nhân đưa cho tiên yến lâm cũng nói dùng nữ nhân đổi nữ nhân này thật công bằng nghe nói đại vương tử còn không có vương phi cái cô gái này liền tặng cho ngươi làm vương phi đi chim kim long cười tùy ý nhưng là đại điện phía trên không ai dám nói nói tiên quốc tuy rằng nhỏ yếu càng là quốc gia thua trận nhưng là hoàng đế như vậy vũ nhục nếu khơi dậy tiên quốc bất mãn khiến cho hai quốc chiến đấu kia chính là dân chúng lầm than a mọi người nơm nớp lo sợ xem tiên yến lâm mặt sợ tiếp theo dây hắn liền trở mặt nhưng là tiên yến lâm ngược lại cười lấy ra một trương khăn trắng loãng khăn thượng một chút đỏ tươi làm người ta ghé mắt nghe nói các ngươi thật chú trọng nữ nhân trinh tiết bởi vậy ta để lại một nữ nhân trinh tiết chứng cứ hoàng thượng có muốn biết hay không đó là ai Chim Kim Long xem tiên Yến Lâm ánh mắt biến nguy hiểm lên. Ta lại cảm thấy, nữ nhân trinh tiết là trên đời tối xuẩn gì đó, nam nữ hoang ái, hợp tác đến, không hợp tác phân, đây mới là chính đạo. Đại vương tử chẳng lẽ là đối trẫm ban cho của ngươi mỹ nhân bất mãn, nếu là bất mãn, trẫm có thể lại thưởng ngươi vài cái, hậu cung đẹp ba ngàn, người người đều là tuyệt sắc mỹ nhân, tất nhiên nhường đại vương tử ngươi vừa lòng mà về. Tiên Yến Lâm cũng là nhất quyết không tha, xem chim kim long phá lên cười. Hoàng thượng chẳng lẽ là hoảng, đây là hoàng hậu nương nương cùng bổn vương cùng đêm xuân khi lưu lại nguyên khăn A. Chim kim long sắc mặt không thay đổi, nhưng là các đại thần lại hoảng. Y điệp lai lịch không rõ ràng, đây chính là đại gia trong lòng biết rõ ràng, này đại vương tử lời nói, tự câu chữ câu đều là để ý chỉ đương triều hoàng hậu không trinh. Sự thật là một chuyện, nội khố cũng là khác một hồi sự, nếu là bị này đại vương tử triệt nội khố, lấy hôn quân thực hiện, như vậy ở đây nhân đều phải chết. Suy nghĩ cẩn thận các đốt ngón tay, tất cả mọi người bảy miệng tám lời phản bác lên. Lúc này, y điệp lại đến đây trong triều đình, nhìn thoáng qua tiên yến lâm sau, liền miễn cưỡng rút vào chim kim long trong lòng. Hoàng thượng, nghe nói có người có thể chứng minh nô tỳ trinh tiết. Chim kim long ý tứ hàm xúc không rõ gật gật đầu hoàng hậu thấy thế nào như vậy lớn mật nhân sĩ? Y điệp ngay cả đầu cũng không chuyển, nhàn nhàn đáp. Chém đi, cũng miễn cho nhiều nói nhảm. Đại vương tử thật không ngờ nữ nhân này độc ác như vậy, đáy lòng nhảy dựng. Có thể tưởng tượng đến hai quốc trong lúc đó vi diệu quan hệ, đáy lòng liền hơn điểm lo lắng. Nhưng cũng không phải là nói sát có thể tùy ý giết. Nhìn về phía chim kim long, đã thấy hắn gật gật đầu. Ý kiến hay. Y Điệp nhìn về phía trong triều nàng nhất phái các đại thần, cười hỏi. Các ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Hoàng hậu là thanh lâu nữ tử dèm pha có thể là nghe đồn, nhưng là tuyệt không thể tọa thực, so với quốc nội đại loạn, còn không bằng giết đại vương tử lấy tuyệt hậu hoạn. Mà Y Điệp nhất phái nhân càng là lập tức đứng dậy lấy biểu chân thành. Kẻ này bụng dạ khó lường, giả mạo tiên quốc đại vương tử, có này tâm thật đáng chết. Tán thành thần tán thành. Chim Kim Long thấy thế, càng là cười to. Hảo hảo hảo. Như vậy liền chém đi. Đại vương tử xuất sư bất lợi, cũng theo thật không ngờ chim kim long này hôn quân vậy mà hào không cố kỵ hai quốc quan hệ, hắn căm tức y điệp này gây cho hắn sĩ nhục nữ nhân, cực kỳ giận dữ. Yêu hậu. Ngươi đem vì cái này quốc gia mang đến tai nạn. Như là các ngươi dám giết ta tiên quốc tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi y điệp lại nhẹ nhàng nở nụ cười đứng dậy theo chim kim long trong lòng đi ra từ một bên thị vệ trong tay rút đao ra đến thẳng tắp bổ về phía đại vương tử đỉnh đầu đại vương tử nghiêng đầu tránh thoát một đao đao khảm nhập bả vai thâm có thể thấy được cốt đại vương tử trên mặt hiện ra hoảng sợ đến khả y điệp lại bất vi sở động trên mặt như trước mang theo lạnh lùng dùng sức rút đao ra đến lại bổ về phía đại vương tử, lúc này đây, chém trúng là trước ngực. đại vương tử lúc này mới ý thức đến, y điệp là thật muốn mạng của hắn, không là nhốt, không là uy hiếp, là thật muốn động thủ lấy bản thân mạng nhỏ. hoảng sợ dưới, hắn nơi nào còn nhớ rõ bản thân muốn nhục nhã y điệp ý đồ, nơi nào còn dám đối y điệp ngạo mạng tướng hướng, hắn có thể làm, chính là nỗ lực né tránh cái cô gái này, né tránh trong tay nàng nắm cực ổn đau. y điệp đã có chút thoát lực dù sao cũng là giết người, không là cấp Âu Dương Chính Kỳ thế đi đơn giản như vậy, nàng nhanh nắm chặt đao, bởi vì dùng sức, hổ khẩu đã vỡ ra, chảy ra huyết nhiễm đỏ thân đao, phân không rõ là y điệp huyết vẫn là đại vương tử huyết. Nhưng là trên mặt của nàng chỉ có kiên quyết, kiên quyết muốn đại vương tử mệnh. Nàng nắm chặt đao, lại bước nhanh về phía trước, lúc này đây, nàng muốn chặt bỏ trước mặt này nam nhân đầu, này ý đồ đem bản thân theo hoàng hậu ngai vàng kéo hạ nam nhân đầu ta đến giúp ngươi. Chim Kim Long không biết cái gì thời điểm chạy tới y điệp bên người, y điệp tựa vào chim Kim Long trong lòng, khó được có chút sững sờ. Nàng xem chim Kim Long như trước mang cười mặt, ngơ ngác. Nhìn quanh bốn phía, này thần tử tỉnh như hàng thiền, dĩ vãng kiêu ngạo mắng bản thân không xứng làm hậu thần tử, hiện tại giống như là cái đợi làm thịt chim cút giống nhau nghe lời, cho dù là của nàng, tâm phúc, cũng chỉ là cúi đầu, đáy mắt khó nén sợ hãi y điệp cao giọng nở nụ cười, thấp kém thanh. Giúp ta nhắm ngay đầu của hắn, này một đao, ta bản thân đến. Hảo. Cầm y điệp thủ, chim kim long trên mặt mang theo cười, phản phất trước mặt nam nhân không là dị quốc vương tử, mà là một cái đợi làm thịt kê vịt giống nhau không chút để ý, nghe nam nhân kêu rên, nghe của hắn xin giúp đỡ, nghe hắn hô lớn hai quốc hữu nghị, chim kim long lại chính là trên mặt mang cười, giúp đỡ y điệp nhắm ngay đại vương tử gáy, thấp giọng đếm tới. Này phương hướng, ta đếm ba tiếng. Một, hai, ba. Dơ tay chém xuống, y điệp trên người bị phun đầy máu tươi, đại vương tử đầu ngã nhào ở, chết không nhắm mắt, mà của hắn thân mình còn vẫn duy trì đi phía trước leo lên tư thái, tay chân run rẩy. Tình cảnh này nhìn xem mọi người kinh hồn tán đảm, cũng có đam tiểu nhân đương trường liền phun ra. Nhưng là y điệp xem trước mặt nhân, lại lớn tiếng nở nụ cười ha ha ha, của nàng hoàng hậu vị trí bảo vệ. Đến tận đây về sau, không còn có nhân hội coi nàng là là một cái thanh lâu nữ, mà là một cái bị hôn quân sủng ái, chân chân chính chính hoàng hậu. Y điệp nhìn về phía chim kim long, nghiêm cẩn hỏi. Hôn quân, ta sẽ tử sao? Chim kim long ôm y điệp, khẽ cười nói. Sẽ không, hôn quân đã chết, họa quốc yêu cơ đều sẽ không tử, từ xưa đến nay đều là như thế này thật không? Y Điệp Kinh nở nụ cười, rút vào chim kim long trong lòng, một đôi mắt lạnh lùng xem triều đình mọi người, không còn có nói chuyện. Trận này diễn chụp hoàng, sư diệu diệu trên người liền tất cả đều là huyết, nhìn thoáng qua tô tề tu, sư diệu diệu khoái trá phát ra mời. Muốn cùng đi tắm rửa sao? Hảo! Tô tề tu gật gật đầu, không có cự tuyệt. Sư diệu diệu trầm mặt, mỉm cười tỏ vẻ, ta là đùa. Thật không? Ta đây không có đùa. Tô Tề Tu sờ sờ sư Diệu Diệu mặt, để lại một hàng vết máu, xem sư Diệu Diệu hồ máu tươi lại phá lệ mê mang mặt, Tô Tề Tu khinh nở nụ cười, cho nên, muốn ta cùng đi sao? Sư Diệu Diệu cảm thấy bản thân giống như bị vây hạ phong, cảm giác này cũng thật không tốt. Hảo. Sư Diệu Diệu cắn chặt răng, không phải là đùa giỡn cùng tương phản diễn sao, xem ai da mặt dày. Tô Tề Tu cũng không cấp, chậm rì rì thoát rất nặng diễn phục, lộ ra bên trong thường phục, thế này mới lôi kéo sư diệu diệu hướng bản thân phòng đi đến. Mà sư diệu diệu một mặt mộng bức bị Tô Tề Tu lôi kéo, cảm giác cả người đều có điểm không đúng. Này phát triển có chút vượt qua đoán trước A, à, nếu hắn thật sự ở bản thân trước mặt cởi sạch quan, bản thân có phải hay không cầm giữ không được A, à, đem Tô Tề Tu ăn sạch sành sanh lời nói, của hắn thức phân ti có phải hay không cùng bản thân quyết đấu ở tuyến chờ rất cấp bách bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 85 85 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com chương 85 85 tô tề tu phòng cùng sư diệu diệu ở cách vách đến tô tề tu cửa phòng cũng không gặp tô tề tu có buông tay ý tứ sư diệu diệu nhưng là có chút túng người túng Tô Tề Tu nhìn thoáng qua sư Diệu Diệu, bình tĩnh nói: Túng ngươi có thể không vào. Ta là Túng. Sư Diệu Diệu Túng đã có điểm tưởng thừa nhận. Tô Tề Tu nhưng không có cho nàng cơ hội. Làm sao ngươi hội Túng đâu? Là đi. Nói xong, không khỏi phân trần đem sư Diệu Diệu kéo vào phòng. Sư Diệu Diệu cảm thấy bản thân có chút phương, sự việc này phát triển cảm giác có chút cầm giữ không được a. À. Tô Tề Tu lại phản phất không có ý thức đến sư diệu diệu tiếp theo dây có thể hóa thân vì sói thông thường, bình tĩnh ở sư diệu diệu trước mặt thoát nổi lên quần áo. Sư diệu diệu ngồi ở ghế tựa, trơ mắt xem Tô Tề Tu đưa lưng về phía bản thân một chút bác khai quần áo, lộ ra tinh tráng lưng đến. Tô Tề Tu dáng người tốt lắm, thoát y hiển thịt, mặc quần áo hiển gầy, màu da có chút thiên bạch, nhưng là so với nữ nhân bạch, lại mang theo vài phần nam tử đặc hữu mị lực cơ bắp sẽ không thành khối, là cực kỳ lưu sướng đường cong, rất đẹp mắt. Sư Diệu Diệu biết rõ Tô Tề Tu đánh là cái gì chủ ý, cũng vẫn là nhịn không được đi ra phía trước, đưa tay sờ sờ của hắn lưng, bương bướm cốt có chút rõ ràng, xúc cảm tốt lắm, ngón tay hoạt đến cuộc sống, dọc theo lõm xuống đi xuống đường cong luôn luôn chảy xuống, rơi xuống. Sư Diệu Diệu thủ dừng một chút, nhịn không được ở Tô Tề Tu co giảng 10 phần trên mông sờ soạn một phen, thế này mới cảm nhận được này thức phân ti nhóm nói cái gọi là ngủ tô tề tu thì phải là lập tức chết đi cũng không ngại tâm tình tô tề tu thân thể cương một cái chớp mắt xem sư diệu diệu thần sắc đều biến kỳ quái lên sư diệu diệu làm bộ như một bộ không có gì cả phát sinh bộ dáng đã nghĩ xoay người rời đi tô tề tu xem sư diệu diệu khàn khàn thanh âm ta muốn thoát quần lưng đưa tô tề tu sư diệu diệu có chút rối rắm lời này là nhắc nhở bản thân quay đầu xem đâu, vẫn là nhắc nhở bản thân không cần quay đầu xem đâu. Quay đầu xem đi, vạn nhất nhân gia không có ý tứ này kia nhiều ngượng ngùng. Nhưng là không quay đầu lại xem đi, vạn nhất nhân gia chính là cái kia ý tứ, tự bản thân sao làm không là thật không có gì hay. Ngươi không quay đầu lại sao? Sư Diệu Diệu cảm thụ được tô tề tu xích lõa ngực dán bản thân phía sau lưng, thanh âm lại là như vậy tràn ngập mời, đã hoàn toàn cầm giữ không được. Sắc tâm cùng lý trí đang cố gắng chiến đấu. Sư Diệu Diệu rất rõ ràng tô tề tu tính tình, người này học không xong cái gì bất cần đời, bằng không thì cũng sẽ không nhìn chầm chầm bản thân lâu như vậy cũng không ngoạn cái gì thủ đoạn, lại càng không ngoạn cái gì thủ đoạn, liền như vậy toàn tâm toàn ý đuổi theo bản thân chạy. Cho dù bản thân là cái ngốc tử, chỉ sợ cũng cảm nhận được hắn đối tâm ý của bản thân, hắn là thật sự có hảo hảo nỗ lực ở đã động bản thân, ý đồ ở kề bên bản thân, có phi thường nỗ lực muốn cùng bản thân trở thành mọi người trong mắt nhất xứng một đôi. Nếu hôm nay thật sự đem hắn ngay tại chỗ tử hình, vậy ý nghĩa, bản thân vung không ra này nam nhân. Bản thân này thủ đoạn, đối này nam nhân từ đây tuyên cáo không có hiệu quả, đến tận đây về sau, này nam nhân liền thật sự trở thành bản thân trên danh nghĩa bạn trai, thậm chí, lấy của hắn nghị lực, hoàn toàn khả năng ở ngắn hạn trong vòng thăng cấp vì của nàng cái gọi là hợp pháp trượng phu. Bản thân thật sự nên vì tô tề tu thân thể hy sinh đến nhường này sao? Sư diệu diệu thật do dự. Nhưng là, làm tô tề tu ấm áp thân thể cách một tầng mỏng manh quần áo dán tại sư diệu diệu trên lưng, thuộc loại nam nhân hơi thở đập vào mặt mà đến khi, sư diệu diệu chỉ biết, này nam nhân đối bản thân mà nói, là hoàn toàn vô pháp kháng cự, cho dù kháng cự lúc này đây, như vậy, tiếp theo bản thân cũng đào thoát không được hắn tiểu xiết vì vậy nam nhân mị lực quả thật là nhân khó có thể ngăn cản tồn tại ngoan nhẫn tâm sư diệu diệu nghĩ rằng dù sao sớm hay muộn cũng muốn luân hãm như vậy hiện tại luân hãm cũng không tính là cái gì dọa người sự tình đi phá bình phá suốt cái gì đừng người không thể tha thứ lời nói như vậy ít nhất bản thân muốn tha thứ bản thân a à. vì thế làm tốt tâm lý kiến thiết sư diệu diệu không chút do dự xoay người chống lại tô tề tu ánh mắt như vậy cùng đi uyên ương dục đi lúc này đây là tô tề tu nhận đến kinh hách ở kế hoạch của hắn bên trong sư diệu diệu luôn luôn là mười động nhiên cự tồn tại lúc này đây dẫn dù đúng vậy ở tô tề tu định nghĩa bên trong lúc này đây chính là thập phần đơn giản thô bạo dẫn dù thành công cùng phủ không trọng yếu quan trọng là sư diệu diệu có thể cảm nhận được mị lực của hắn cùng hoàng mỹ dáng người cùng với hoàng mỹ giọng thấp pháo nhưng là sư diệu diệu vậy mà đồng ý tô tề tu bình tĩnh mặt da bị nẻ ánh mắt mơ hồ vài giây lỗ tai căng bắt đầu dần dần đỏ lên a à, tốt tô tề tu không biết bản thân là thế nào đến phòng tắm càng không biết bản thân là thấy thế nào sư diệu diệu một chút tới gần bản thân hắn xem thủy đem sư diệu diệu quần áo ướt nhẹp viết sắc thuốc nhuộm một chút quân khai, choáng ván ra đẹp mắt văn sắc, trên mặt màu đỏ thuốc nhuộm một chút rút đi, hóa thành màu đỏ thủy, dọc theo sư diệu diệu mặc độ công tích lạc ở phòng tắm màu trắng trên gạch men, nhan sắc ái muội. Tô tề tu cả người cứng ngắc, xem sư diệu diệu tay vừa điểm điểm chạm đến mặt mình, rồi sau đó là bạch ngọc thượng hai điểm màu son, rồi sau đó càng đi xuống, dọc theo có xét tuyến, rơi xuống không thể nói nói tấm địa. Tô tề tu mặt càng đỏ, nho nhỏ tô càng là nhịn không được kéo cờ cúi chào. Sư Diệu Diệu cũng là cười khẽ một tiếng, thu tay, xoay người sang chỗ khác, chậm rãi giải khai ướt đẫm quần áo. Tí tách, tí tách, tiếng nước thanh thúy, bị che giấu ở dòng chảy thanh âm bên trong. Ngẫu nhiên có vài giọt bất đồng hồng, dừng ở gạch men sứ phía trên, rất nhanh đã bị nước trôi khai. Sư Diệu Diệu không có quay đầu, tóc dài áo choàng, ướt nhẹp tóc kết thành lũ, dính vào quan quả phía sau lưng phía trên, nàng chui được trong bồn tắm lớn, mới hoặc bác đem còn sót lại một cái phòng tuyến cởi, rất xa ném tới tô tề tu dưới chân. Ngươi lưu máu mũi. Tô tề tu bình tĩnh chảy máu mũi phủ nhận. Không có, ngươi nhìn lầm rồi. Hơi nước tràn ngập, phòng tắm độ ấm dần dần lên cao, huyết càng khó có thể ngưng kết. Tô tề tu dưới mũi là một cái thật dài hồng, hoặc nhìn có vài phần buồn cười, sư diệu diệu nhịn không được khinh nở nụ cười. Thay ta kỳ lưng. Tô tề tu sờ sờ cái mũi, xem ở trong bồn tắm lớn phiên cái thân lộ ra bên trắng nõn không rảnh sư diệu diệu, thân hướng thăng long thủ dừng một chút, liền tay không hướng bồn tắm lớn đi đến. Tô tề tu thủ thật sống an nhàn sung sướng, nhưng là so với sư diệu diệu nhẵn nhụi, lại có vẻ vài phần thô ráp, hắn đưa tay nhẹ nhàng cút khởi thủy đến, đưa sư diệu diệu trên lưng, hoặc kinh hoặc trọng vuốt ve, cùng với nói là kỳ lưng, chẳng nói là ở điều tình. sư diệu diệu từ từ nhắm hai mắt, lại nửa điểm không khách khí. ân, đúng, chính là nơi này, ân. a à, trọng một điểm. cho dù là thánh nhân, cũng có thể bị nàng gợi lên hương trí, càng miễn bàn ở trước mặt nàng là luôn luôn đè nén nội tâm tô tề tu. bị trướng đau khó có thể chịu được tô tề tu vẻ mặt đỏ bừng, lúc này đây không là thẹn thùng mà là vì khó có thể nhẫn nại. Bởi vì Tô Tề Tu ngừng tay, sư diệu diệu nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tô Tề Tu, bởi vì góc độ vấn đề, nàng nhìn lần đầu đến chính là Tô Tề Tu nho nhỏ Tô. Nho nhỏ Tô dài rất khá xem, trắng nõn vật cái gì sung huyết, mang theo vài phần dữ tận, gân xanh bại lộ, lông đầu giận ngẩn, phản phất tiếp theo dây có thể nuốt vân phung sương, phá tan dãy núi trong lúc đó. Sư Diệu Diệu có chút kinh thán xem nho nhỏ tô kích cỡ, chậm rãi theo trong bồn tắm lớn đứng dậy nửa người trên không hề che lấp quả lộ ở tại không khí bên trong nàng khuyên quá thân đi sung sướng bắn đạn nho nhỏ tô đầu quay phim thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi là sớm tất đâu không thể tưởng được lại có lớn như vậy cô tề tu sớm đã thành thói quen sư diệu diệu miệng chó không mọc ra ngà voi dù cho không khí cũng không sai biệt lắm bị của nàng một câu nói bị hủy cái sạch sẽ nhưng là lúc hắn xem sư diệu diệu thân thể, xem nàng nhẹ nhàng đạn nho nhỏ tô khi hoặc bác không mang theo chút mê hoặc hồn nhiên, xem nàng kinh thán biểu cảm, nhịn không được. Tất xuất ra. Sư diệu diệu cảm thấy bản thân nghĩ tới không sai, không là cứng trắng sẽ không là sớm tất. Nàng như muốn hảo hảo suy xét một chút cùng tô tề tu trong đó quan hệ. Lại xuất, không thể đùng 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 có ích lợi gì. Mặt xuất có thể làm cơm ăn xem hiểu sư diệu diệu biểu cảm tô tề tu muốn chết tâm đều có lần đầu tiên là hiểu lầm nhưng là lần này là thật sớm tất a à, xem sư diệu diệu ánh mắt tô tề tu cả người cứng nhắc cái đó và tưởng tốt khoái trá ban đêm hoàn toàn không giống với thế giới đối sơ ca đều là như vậy tàn nhẫn sao chẳng qua là bắn vài cái mà thôi bản thân vì sao không có cầm giữ trụ sư diệu diệu dưới đáy lòng dĩ nhiên làm tốt quyết định tiết núi đứng dậy sư diệu diệu xích lõa thân thể, vỗ tô tề tu bả vai giống như là một cái tốt lắm hơn 10 năm bạn hữu. Chuyện này ta sẽ giữ bí mật, mọi người đều là bằng hữu, ngươi là người tốt. Liền như vậy bị phát ra người tốt tạp tô tề tu cảm thấy toàn bộ thế giới đều u ám. Chờ sư diệu diệu mặc được dục bào ly khai phòng tắm, tô tề tu xem phòng tắm trên đất bạch, trọc mới ý thức đến đến cùng đã xảy ra cái gì. Hắn máy móc lau khô thân thể, máy móc mặc vào dục bào, máy móc đi ra phòng tắm nhìn đến trong phòng sư diệu diệu tô tề tu mới hoàn hồn một chút ngươi còn không có đi à. sư diệu diệu lý giải nhìn thoáng qua tô tề tu đáy mắt tràn ngập nữ tính quan huy không có việc gì chúng ta là bằng hữu buổi tối ta cùng ngươi dù sao ngươi sớm tất xem hiểu sư diệu diệu sắc mặt tô tề tu cứng ngắc nằm ở trên giường cảm thụ được sư diệu diệu thoát một bộ nằm ở bên mình cả người bắt đầu thần du nguyên bản nước chảy thành sông sự tình, kết quả là thế nào phát triển đến bước này. Nhớ tới sư diệu diệu liên phát người tốt tạp cùng bằng hữu tạp, tô tề tu thảm thống nhắm lại mắt. Thế giới này rất tàn nhẫn, hắn không đồng ý lại hồi ức lại. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 86 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 86 86 một đêm này sư diệu diệu ngủ thập phần an tâm, mặc cho ai bên người ngủ cái ba dây quân, đều là hội an tâm. Về phần tô tề tu, hắn nhất cả đêm không có nhắm mắt, đợi đến sáng sớm tỉnh lại thời điểm, hắn thậm chí không có tối hôm qua nhắm mắt lại trí nhớ. Mở mắt ra, tô tề tu nhìn đến chính là sư diệu diệu kia trương vô hại mặt, không có kiêu ngạo ương ngạnh, không có ác liệt độc xà, nàng lặng lặng nằm ở bản thân trên giường, hoặc nhìn tươi đẹp như vậy nếu hết thảy dựa theo kịch bản đi lời nói hiện tại bản thân hẳn là dùng một cái hôn đến tỉnh lại này công chúa sau đó cùng nhau cùng chung tình yêu bữa sáng nhưng là sự thật là tàn khốc như vậy tô tề tu một nghiêm mặt do dự hiện tại là chứng thực bản thân năng lực hảo thời cơ như vậy bản thân là thượng đâu vẫn là không lên đâu ước chừng là tô tề tu do dự ánh mắt thật sự là quá mức nóng rực sư diệu diệu tỉnh lại khi nhìn đến chính là tô tề tu như vậy một bộ đói sói chụp mồi bộ dáng hơi hơi sửng sốt sư diệu diệu liền thập phần hiểu biết lường liếc mắt một cái nho nhỏ tô không có việc gì ta sẽ không nghĩ nhiều nam tính tôn nghiêm lại nhận đến khiêu khích tô tề tu lạnh mặt áp đảo sư diệu diệu hiện tại ngươi có thể nghĩ nhiều sư diệu diệu có chút ngoài ý muốn xem trước mặt tô tề tu hỏi ngươi không là sớm tất sao ta nghĩ nhiều cũng vô dụng a. À. Tô Tề Tu không nhiều lắm nói, hắn biết, nếu lại nhường sư Diệu Diệu nói tiếp, hắn có thể bị nàng tức chết. Cuối người đè lại sư Diệu Diệu hai tay, Tô Tề Tu nhắm lại mắt, đôi môi đè lại sư Diệu Diệu miệng, ngăn chặn nàng sở hữu lời nói. Sư Diệu Diệu mở to mắt, xem trước mặt nam nhân, làn da hào không chút tì vết nào, ước chừng là thẹn thùng, lông mi rung nhẹ nhẹ sư diệu diệu nhịn không được vương đầu lưỡi đến liếm liếm tô tề tu môi, tô tề tu cả người chấn động, phản phất đã thông nhâm đốc nhị mạch thông thường, càng hung mảnh, công trì chiếm đất. Sư diệu diệu từ từ nhắm hai mắt thừa nhận tô tề tu nhiệt tình, cơ hồ muốn lưng quá khí đi, của hắn hơi thở lâu dài, sư diệu diệu cơ hồ cảm thấy bản thân bị hắn độc đáo hơi thở vây quanh. Vừa hôn tất, tô tề tu chậm rãi ly khai sư diệu diệu môi, khiên ra ái muội chỉ bạc, hắn khóe mắt mang theo vài phần cố chấp ham muốn chiếm hữu, đưa tay nắm bắt sư diệu diệu môi, lại ấn một cái hôn. Ngươi có thể thử xem, ta kết quả có phải không phải không được. Tô tề tu mang theo vài phần thở dốc thanh âm ở sư diệu diệu bên tai vang lên, sư diệu diệu không chút do dự đưa tay sờ hướng về phía nho nhỏ tô, ở sư diệu diệu trong tay, nho nhỏ tô khoái trá toát ra một chút, lại trướng lớn vài phần, khi giận trương huyết ý tỏ rõ chủ nhân dục, vọng, như vậy kích cỡ vậy mà so tối qua nhìn đến còn muốn lớn hơn thượng một điểm chúng ta thử xem đi sư diệu diệu mang theo vài phần nóng lòng muốn thử không chút do dự xoay người áp đảo tô tề tu tô tề tu cũng không dãy dụa lẳng lặng xem sư diệu diệu một mặt sung sướng xé rách bản thân vốn là không nhiều lắm quần áo rất nhanh hai người liền xích lõa gặp nhau sư diệu diệu cũng không vội mà nghiệm hóa một đôi tay không chút hoang mang ở tô tề tu trên người đốt lửa vừa lòng cảm nhận được bản thân ngồi gì đó ý đồ ngẩng đầu. Nàng lượt có chút đắc ý hoạt động hạ thân tử, đem nho nhỏ tô ngồi ở dưới thân, xem tô tề tu đỏ đậm mắt, sư diệu diệu thế này mới chậm rãi trên ngực tô tề tu lưu lại một cái cái ướt sủng hôn. Tiếp theo dây, thiên toàn địa chuyển, sư diệu diệu xem ánh mắt dĩ nhiên trở nên đỏ bừng tô tề tu, thầm nghĩ không ổn, bản thân giống như chơi đùa phát hỏa. Tô tề tu lúc này nơi nào còn có lý trí, trong đầu liền chỉ còn lại có một chữ can sư diệu diệu lúc này mới ý thức đến một cái nghẹn hồi lâu nam nhân có bao nhiêu đáng sợ nàng bị gắt gao đè nặng không có dư thừa động tác tô tề tu hội chính là một cái vẻ khinh suất một cái vẻ va chạm hướng sư diệu diệu cơ hồ cảm thấy bản thân bị xé rách thành hai nửa cơ hồ muốn cảm thụ không đến hai bên liên hệ nàng thốt ra thân ngâm càng là thoát phá không thành âm muốn kêu ngừng lại bị từng đợt mau cảm hướng hôn ý nghĩ, muốn trảo hồi quyền chủ động, lại bị va chạm cả người vô lực, chỉ còn lại có từ từ nhắm hai mắt miễn cưỡng thân, ngâm. Sư Diệu Diệu cảm thấy có chút bất khả tư nghị, tô tề tu, vậy mà liền như vậy ấn bản thân làm một buổi sáng, tư thế không thay đổi, tiết tấu bất loạn, ngành sinh sinh làm một giờ, ở Sư Diệu Diệu cơ hồ muốn cảm thấy có công mài sắc, có ngày nên kim, thời điểm, tô tề tu mới đột nhiên nói. Ta sớm tất. Sao? sư diệu diệu cảm giác này nam nhân tâm nhãn thật sự là tiểu tô tề tu cúi đầu hôn môi ở tại sư diệu diệu trên môi mở to mắt thấy sư diệu diệu đầy mặt đỏ đậm bộ dáng đáy lòng dâng lên một trận thỏa mãn đến cái cô gái này là của chính mình mà bản thân cũng là cái cô gái này từ nay về sau bọn họ nghĩ đến đây tô tề tu sắc mặt có chút khó coi dưới thân động tác không ngừng lại va chạm càng dùng sức gả cho ta được không được. Sư Diệu Diệu cảm thấy bản thân đại khái là đem tô tề tu kích thích quá. Cầu hôn cảnh tượng, không cầu nhiều lãng mạn, ít nhất không thể như vậy dâm, mi. Bản thân bị như vậy chàng nhất điểm nhất điên, hoặc nhìn như là hội đáp ứng cầu hôn bộ dáng sao. Không đáp ứng, ngươi sẽ không cần xuống giường. Tô tề tu trên mặt mang theo cười, nói như vậy nói. Hắn hiển nhiên rất hài lòng bản thân uy hiếp, Tuy rằng hiện tại hắn cùng sư Diệu Diệu trong lúc đó không có thành lập khởi một cái chính thức quan hệ, nhưng là này không trọng yếu, quan trọng là, rất nhanh, bản thân có thể đủ trở thành sư Diệu Diệu danh chính ngôn thuận lão công. Cô Tề Tu thậm chí dự tính tốt lắm sư Diệu Diệu đáp ứng rồi bản thân cầu hôn sau, bản thân cùng sư Diệu Diệu hôn lễ, tuần trăng mật. Không. Sư Diệu Diệu một bộ vò đã mẻ lại sức bộ dáng, có bản lĩnh ngươi cả đời không nhường ta xuống giường lời như vậy, đổi lấy là tô tề tu càng mãnh liệt tiến công. Loại chuyện này, tuy rằng nam nữ đều có thể thích đến, nhưng là thật sự muốn đánh đánh lâu dài, liền xem ai thể lực tốt lắm, mà rõ ràng là, sư diệu diệu thể lực là so bất quá tô tề tu. Mắt thấy tô tề tu muốn đánh thêm khi tái, sư diệu diệu liên tục dơ bạch kỳ. Đủ, đủ, ta đáp ứng ngươi công bố tình cảm lưu luyến, về phần kết hôn, nhìn ngươi biểu hiện. Biểu hiện. Tô Tề Tu ánh mắt tối sầm lại. Ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Sư Diệu Diệu nhịn không được bắt được Tô Tề Tu kiên, để lại từng đạo vết máu, ở Tô Tề Tu mãnh liệt tiến công dưới, nàng chỉ để lại thoát phá lời nói. Không. Không là loại này biểu hiện a à, a à, hỗn đảng. Trận này chiến dịch, lấy Sư Diệu Diệu hai chân tàn tật, phần eo trở xuống hoàn toàn tê liệt, cùng với Tô Tề Tu cả người cắn ngân, trên lưng bị nắm xúc huyết ti chấm dứt mà ở nhất rửa nhục nhục sau tô tề tu làm chuyện thứ nhất tình chính là vỗ ngục trương cùng sư diệu diệu thân mật thiếp mặt chiếu bo đến uầy bộ thượng chúng ta ở cùng nhau sau đó tô tề tu xuất ra sư diệu diệu di động không chút do dự phát yêu ngươi sao sao đát sư diệu diệu xem ủy bộ thượng hoàn toàn không thuộc loại bản thân họa phong lời nói có chút thảm thống nhắm lại mắt sao sao đát kết quả là cái gì quỷ a đáng tiếc như vậy tin tức không có ở đại chúng bên trong tạp ra cái gì bọc nước đến. Phía trước sư Diệu Diệu cùng Tô Tề Tu cùng xuất ngoại thời điểm, Thước Vân Ti cũng đã đoán hai người đã thần bí kết hôn, bất quá đã yêu đậu không đồng ý công bố, như vậy bọn họ liền giả ngu mà thôi. Nhưng là hiện tại này đồ là chuyện gì xảy ra? Hai người thiếp mặt chiếu, trên tay không có nhẫn cưới cũng không có nhẫn đính hôn chỉ, vừa thấy chính là vừa xác lập luyến ái quan hệ thôi. Không ít thước phân ti nghi hoặc ở tô tề tu ủy bộ hạ đặt câu hỏi. Các ngươi không phải đi hưởng tuần trăng mật sao? Các ngươi không là lĩnh chứng hưởng tuần trăng mật đi sao? Hảo hảo làm chi lại xuất ra tú ân ái thương hại độc thân cẩu? Đỗ một xu sư dịu dịu ủy bộ không là bản nhân phát. Ta cá là hai mau cám ơn. Lấy một cái ngàn năm gạo của phân trực giác, ta đã đoán được toàn bộ chân tướng, tô ảnh đế căn bản không có cùng chúng ta dịu dịu kết hôn chỉ sợ vừa mới đuổi theo đâu lấy một cái vạn năm gạo của phân trực giác ta cảm thấy lờ sờ nói có đạo lý nghĩ nghĩ không ít thức phân ti vậy mà đều cảm thấy này ý kiến thập phần có đạo lý bằng không lấy tô ảnh đế kia rối loạn sức mạnh hắn làm sao có thể buông tha cùng sư diệu diệu tú ân ái gì một cơ hội bài trừ sở hữu không có khả năng kia chân tướng liền chỉ còn lại có một cái cái gì lĩnh chứng hưởng tuần trang mật đều là gạt người trên thực tế tô ảnh đế mới vừa đuổi theo chúng ta dịu dịu A. À. Nghĩ như vậy, thức phân ti nhóm liền thập phần tự phát đi bộ cởi trang phục làm thập phần kinh hỷ bộ dáng khởi xướng hồi phục. A. À, hảo xứng A. À, mau kết hôn A. À, rất hạnh phúc A. À, thực hâm mộ A. À, có phải hay không rất có lệ A. À, hoàn toàn không có kinh hỷ lại muốn buộc bản thân biểu hiện ra kinh hỷ thật sự là quá mệt Tô tề tu phẫn nộ đóng lại Weibo thế giới này đối hắn tràn ngập ác ý, hắn thậm chí nghĩ tới, nếu thước phân ti xuất hiện đại quy mô bắn ngược, hắn nguyện ý hy sinh sự nghiệp của chính mình đến duy trì sư diệu diệu ở trong vòng luẩn quẩn địa vị, nhưng là này đó có lệ ngữ khí là chuyện gì xảy ra, còn có thể hay không hảo hảo làm bản thân thước phân ti. Sư diệu diệu nằm một buổi sáng, thân thể mới khôi phục điểm, bởi vì chuyên nghiệp duyên cớ, nàng buổi chiều phải đi phiến tràng. Kế tiếp muốn chụp diễn, là y điệp cùng chim kim long trở mặt thành thù, nhưng là cực kỳ phù hợp sư diệu diệu hiện tại tâm tình. Cô Tề Tu rất xa hướng về phía sư diệu diệu cười cười, sư diệu diệu cực kỳ lạnh lùng rời đi ánh mắt, nàng muốn báo thù, cả người bị xe tăng nghiền áp cừu, không thể không báo. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87, 87. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 87 87 nương y điệp thủ, chim kim long diệt đại vương tử, nhấc lên hai quốc chiến tranh, cho dù là cầu ổn phe phái, đối mặt như vậy thế cục, cũng không thể không toàn lực duy trì đánh giặc, mà có thể an ổn làm hôn quân hoàng đế tất nhiên là trên trời che chở, chim kim long quân đội chưa từng có từ trước đến nay, đại hoạch toàn thắng. Trải qua việc này, y điệp ở trên triều đình thanh danh cũng dần dần vang dội lên, phụ thuộc vào y điệp thần tử cũng dần dần nhiều lên, xem như vậy thế cục, chim kim long cũng không tổ chức, khá có vài phần vui khi việc thành ý tứ hàm xúc. Ta nghĩ muốn một đứa trẻ. Y điệp xem chim kim long nói như vậy nói. Mấy năm nay, chim kim long đối y điệp có thể nói là cực vô tận sủng ái, hàng đêm sinh ca, làm được sản khoái sơ làm cho nàng hàng đêm tân nương hứa hẹn. Nàng thành hoàng hậu, thành này vương triều tôn quý nhất nữ nhân, nhưng là nàng rất rõ ràng, nếu không có chim kim long, như vậy, bị nhiều người như vậy như hổ trình mồi tưởng muốn giết chết bản thân, tất nhiên là sống không nổi. Nàng không muốn chết. Ngươi là cái thông minh nữ nhân. Chim kim long vuốt y điệp mặt, một chút hoặc đến hắn yếu ớt cổ, cảm thụ được y điệp không được tự nhiên, hắn thở dài, ngươi xem, mới vừa vào cung thời điểm, ngươi chưa bao giờ sẽ sợ tử, bởi vì ngươi không có gì có thể mất đi rồi, hiện tại, ngươi đối mặt ta đều bắt đầu phòng bị. Y điệp không nói gì, nàng lặng lặng xem chim kim long, minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Chim kim long vuốt y điệp ánh mắt, có chút kinh thán. Thật đẹp ánh mắt a, à, y điệp, ngươi là cái họa quốc yêu cơ, đây là ta ban cho của ngươi, nhưng là cái khác, ta không nghĩ cấp. Chim kim long rất rõ ràng y điệp giả tâm, nếu hắn thật sự cho y điệp nhất một đứa trẻ, như vậy, kế tiếp phải chết, chính là bản thân, hắn chưa bao giờ hội kinh thị một nữ nhân nhẫn tâm. Hắn càng rõ ràng, nếu ở hai người trong lúc đó tuyển một cái sống sót, bản thân không nhất định bỏ được giết y điệp, y điệp cũng là nhất định sẽ giết bản thân. Cái cô gái này tâm, lãnh ngạnh đáng sợ. Mà ta sẽ chết. Y điệp lẳng lặng xem chim kim long, ngươi sống không lâu. Chim kim long thân thể tình huống y điệp rất rõ ràng, hắn tận tình thanh sắc, cũng không tiết chế, nhất định là tạo yêu, nhưng là nàng chưa hề nghĩ tới chim kim long thân thể hội suy sụp nhanh như vậy nhanh đến nàng còn chưa kịp chuẩn bị chim kim long xem y điệp khinh nở nụ cười theo giúp ta không tốt sao y điệp xem chim kim long không có trả lời chim kim long bình tĩnh xem y điệp nửa ngày mới phất phất tay ngươi đi xuống đi ta sẽ có đứa nhỏ ngươi không có chim kim long là cái hôn quân lại không là cái ngu ngốc hắn có thể đem y điệp sủng trên trời, thậm chí hắn có thể cho y điệp làm nhiếp chính thái hậu, nhưng là hắn quá rõ ràng y điệp giả tâm, tất cả những thứ này sẽ không là y điệp điểm cuối, sẽ chỉ là nàng giả tâm lại một cái bậc thềm. Một khi nàng chấp trưởng quyền to, như vậy này quốc gia, liền sẽ không lại họ chim, hắn lại ngu ngốc cũng sẽ không thể nhường chuyện như vậy phát sinh. Kế tiếp kịch tình, đơn giản là y điệp gạt chim kim long theo ngoài cung tìm người mượn phúc sinh con chỉ tiếc một đám đều bị chim kim long chặn duy nhất một lần thành công đem nam nhân đưa trong cung thời điểm theo này tâm phúc theo tới là chim kim long chim kim long xem y điệp vây thú thông thường giải dụa, sao có thể không đau lòng nhưng là hắn càng hận cái cô gái này lòng dạ ác độc vì bản thân mệnh nàng tình nguyện tìm này đó không minh bạch nam nhân đến mượn phúc sinh con nhiều năm như vậy cảm tình ở trong lòng nàng nguyên lai like cũng không gì hơn cái này a à, hoàng hậu hoàng hậu Chim Kim Long xem Y Điệp ngồi ngay ngắn ở thượng bộ dáng một thử dục liệt. Y Điệp lại phản phất không hề hay biết thông thường, bình tĩnh gật gật đầu. Ta nghĩ còn sống. Ngươi muốn đứa nhỏ thật không? Chim Kim Long lãnh nở nụ cười, đêm này nam nhân thiến, ném ra cung đi, các ngươi toàn bộ lui ra. Muốn đứa nhỏ, ta cho ngươi. Chim Kim Long đến gần rồi Y Điệp, thấp giọng nói nhỏ lên, chẳng qua là một đứa trẻ y điệp xem chim kim long mắt sáng rực lên nhưng là chim kim long hạ một câu nói lại nhường lòng của nàng trầm đến đáy cốc ngươi vào cung sau liền nhất định là sinh không ra đứa nhỏ bất quá ngươi không phải là muốn đứa nhỏ sao ta đây liền cho ngươi đứa nhỏ chim kim long đáy lòng cười khổ khả trên mặt như trước là một bộ uy nghiêm thần thái hắn xem y điệp hỏi như vậy ngươi cũng muốn đứa nhỏ sao ta muốn y điệp kiếp nhanh toàn, nàng làm sao có thể không hiểu chim kim long ý tứ, chỉ cần nói ra một câu muốn tới, nàng chính là đem chim kim long đổ lên nữ nhân khác trong lòng. Nàng xem chim kim long, môi bắt đầu phát rung, đời này, yêu nhất nàng, sủng nhất của nàng nhân, liền đứng ở bản thân trước mặt, chỉ cần bản thân một câu nói, hắn sẽ lưu lại, sẽ không hề nguyên tắc tha thứ bản thân, nhưng là không thể, nàng muốn sống sót. Ta muốn đứa nhỏ y điệp giống như thở dài thông thường lập lại một lần nhắm lại mắt không dám lại nhìn chim kim long hảo chim kim long thanh âm cũng rất nhẹ hơi hơi cúi đầu thấy không rõ thần sắc nếu là ngươi hy vọng ta đây cho ngươi từ đây chim kim long liền không còn có bước vào quá y điệp cung điện y điệp như trước là cao cao tại thượng hoàng hậu không người dám khiêu khích nhưng là trong cung nhân biết tất cả những thứ này đều không giống với dĩ vãng độc sủng một người hoàng đế Bắt đầu hàng đêm sên ca, một lần nữa tốt đẹp mạo nữ tử tìm hoang mua vui, y điệp xem bản thân cung điện một chút quảng cua ẻ đi xuống, xem trong triều đình bản thân thế lực càng lúc càng lớn, đêm dài nhân tỉnh thời điểm, đột nhiên suy nghĩ, bản thân làm tất cả những thứ này, thật sự sẽ không hối hận sao? Này đáp án, nàng luôn luôn không nghĩ minh bạch. Thẳng đến một ngày, chim kim long đem một cái vừa sinh ra đứa nhỏ đưa đến y điệp trong tay, lúc này đây. Chim Kim Long như trước chưa có tới gặp Y Điệp, hắn chính là nhường Thái giám truyền một câu nói. "Đây là ngươi hài tử, duy nhất đứa nhỏ." Y Điệp không hỏi đứa nhỏ này thân sinh mẫu thân là ai, nàng nhận đứa nhỏ, đáy lòng rõ ràng, đây là chim Kim Long cấp bản thân bảo mệnh phù. Bản thân có bảo mệnh phù, cũng mất đi rồi chim Kim Long này hôn quân. Chim Kim Long bệnh càng lợi hại, hắn ngày đêm không ngừng tìm hoang mua vui, phản phất ở cạn kiệt bản thân tánh mạng giống nhau đến mùa đông, chim kim long cũng nên đón bản thân sinh mệnh chung kết. Đây là chim kim long cuối cùng một lần nhìn đến y điệp. Đứa nhỏ được chứ? Y điệp gật gật đầu, tưởng muốn tiến lên nắm giữ chim kim long thủ, nhưng là nàng đáy lòng sợ. Dĩ vãng nàng cảm thấy tử vong là đáng sợ nhất, sống không nổi đối với y điệp mà nói là trên cái này thế giới khó nhất lấy nhận sự tình, nhưng là, nàng hiện tại cảm thấy, xem chim kim long tử, mới là trên cái này thế giới đáng sợ nhất vô lực nhất sự tình chim kim long như trước là như vậy biết y điệp vẫy vẫy tay tay hắn đã trở nên lạnh như băng vuốt y điệp mặt chim kim long nở nụ cười ta chết ngươi có đứa nhỏ vì sao ngươi vẫn là không cười y điệp muốn cười nhưng là nàng cười không ra xem chim kim long trước mắt một chút mơ hồ lên nàng cọ chim kim long thủ không nói một lời chim kim long đã sắp chết Xem như vậy y điệp, hắn nặng nề thở dài. Ngươi a, tổng cho rằng trên đời chỉ có ngươi một cái người thông minh, nhưng là kỳ thực ngươi mới là cái kia tối bổn. Ngươi lòng dạ ác độc, nhưng là ngươi cũng bổn. Ta không ngu ngốc, ngươi đã chết, ta còn sống. Y điệp nói xong, muốn bài trừ cái cười, nước mắt lại đến rơi xuống. Chim Kim Long vẫy vẫy tay, không đồng ý tranh luận. Đúng vậy, ta sắp chết. Y điệp đáp ứng ta một sự kiện. "Hảo." Y Điệp gật gật đầu, nàng cảm thấy giờ khắc này, cho dù chim Kim Long muốn để cho mình cùng nàng tử, nàng cũng là nguyện ý. Chim Kim Long xem Y Điệp, gằn từng tiếng nói, "Không cần chém tận giết tuyệt, ít nhất nhường vương triều như trước họ chim." "Hảo." Y Điệp gật gật đầu. Chim Kim Long trên mặt mang theo điểm phức tạp, cười khổ nhắm lại mắt, cuối cùng lời nói mơ hồ không rõ cơ hồ nghe chẳng phân biệt được minh. Ta còn là thua, vẫn là hạ không được quyết tâm, giết ngươi. Chim Kim Long sau khi y điệp xưng thái hậu, cầm giữ triều chính, chim họ con cháu người không phục chết vô số, nàng như trước tuân thủ hứa hẹn, không có nhường chim họ đoạn tử tuyệt tôn. Chim Kim Long đưa con trai của nàng, nàng ném ở hậu cung chẳng quan tâm, 20 năm sau, chim Kim Long con thay phụ báo thù, đoạt lại triều đình nắm trong tay quyền, giam lỏng y điệp Y Điệp lấy quyền bính trao đổi, tự sát sau tán nhập chim kim long huyệt. Đây là sư diệu diệu cùng Tô Tề Tu lần đầu tiên diễn be diễn, diễn xong rồi, Tô Tề Tu là mộng bức. Hắn một cái vai nam chính, vậy mà liền như vậy đường hoàng bị vật hy sinh, cảm giác cũng là rất tâm tắc. Chụp xong rồi diễn, sư diệu diệu liền muốn cầu muốn hòa Tô Tề Tu đến càng. Y Điệp diễn phân thật sự là có chút đè nén, hậu kỳ Y Điệp chiếm được nàng muốn, lại mất đi rồi nàng tối quý trọng, cũng nói không rõ kết quả là hạnh phúc vẫn là bất hạnh phúc. Nhưng là mặc kệ hạnh bất hạnh phúc, sư Diệu Diệu rất rõ ràng bản thân cảm xúc cần phát tiết, phát tiết phương thức có rất nhiều, tỉ như hòa giải Tô Tề tu đến càng. Nhân tính mắt xa cơ Tô Tề tu tỏ vẻ còn có thể hay không hảo hảo đàm cái luyến ái, tuy rằng bọn họ đến đây một lần hôn tiền ít hành vi, nhưng là của hắn nội tâm vẫn là thật truyền thống, hắn là một cái cực kỳ nội liễm nam tử tỷ như nói ở sư diệu diệu muốn đến càng thời điểm hắn nghĩ tới là từ tam lũy lui trở lại nhất lũy nhị lũy như vậy tiến hành theo chất lượng đàm một lần oanh oanh liệt liệt luyến ái đối với tô tề tu ý tưởng sư diệu diệu tỏ vẻ đồng ý sau đó nàng liền đem tô tề tu kéo đến trong phòng đến đây một lần nhất lũy sau đó đến đây một lần nhị lũy cuối cùng khoái trá đến đây một lần tam lũy tiến hành theo chất lượng thập phần hoàng mỹ đàng hoàng phụ nam tô tề tu cái đó và nói tốt giống nhau, nhưng là luôn nơi nào không giống với. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 88 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 88 88 sư diệu diệu cùng tô tề tu ngày trải qua. Thật một lời khó nói hết. Ước chừng là phá giới duyên cớ, sư diệu diệu bắt đầu phá bình phá quan ngã hoặc là nói nàng bắt đầu vật tẩn này dùng xong dĩ vãng chỉ đối tô tề tu miệng ba hoa đáy lòng thèm nhỏ giải là vì sợ bị tô tề tu bò lên mà lúc này đã bò lên kia sẽ không cần khách khí ép khô đi dù sao cũng là tiêu suy nghĩ lâu như vậy nam nhân không hảo hảo đùng 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 một chút quả thực là thật lớn lãng phí tô tề tu đối với chuyện như vậy ngay từ đầu là cự tuyệt hắn dự tính quá hai người tương lai hắn khả không hy vọng sư diệu diệu nâng cao cái mang thai cùng bản thân kết hôn, tuy rằng tương lai đối với đứa nhỏ nói, đứa nhỏ, ta cùng ngươi mẹ kết hôn thời điểm ngươi có vây xem Nga, ngươi ở mẹ trong bụng, có phải không phải tuyệt quá, lời như vậy nghe qua thật mang cảm, nhưng là thật sự gặp gỡ chuyện như vậy cũng rất sỉ, lấy tô tề tu tính tình, là vạn vạn làm không ra chuyện như vậy. Nhưng là thực tủy biết vị, cho dù tô tề tu mười động nhiên cự, cũng hoàn toàn kháng cự không xong nhiệt tình như lửa sư diệu diệu. Hắn rất nhanh theo một cái chỉ một đống cọc cơ tiến hóa thành ánh lửa độc long chui, kỹ thuật tiến bộ cực nhanh, rồi sau đó sư diệu diệu trợn mắt há hốc mồm. Ngay từ đầu là sư diệu diệu áp bức tô tề tu, khả đến sau này, cũng là sư diệu diệu bắt đầu cầu xin tha thứ. Thẳng đến về nước thời điểm, tô tề tu cũng đã không lại là cái kia chỉ cầu nhất lũy nhị lũy đơn thuần tô tề tu mà là một cái nhường sư diệu diệu nhìn liền chân nhuyễn tô tề tu đóng máy bay thước phân ti nhóm ngầm tỏ vẻ tô tề tu một bộ thích lật trời bộ dáng cảm giác muốn băng nhân trù hoạch nhưng là nghĩ lại này tử rối loạn buồn nhiều năm như vậy thật vất vả gặp phải cái sư diệu diệu có thể làm cho hắn lên men cũng khó trách hắn sôi trào lợi hại như vậy về phần sư diệu diệu sư diệu diệu này tấm miệt mài quá độ bộ dáng ai nấy đều thấy được hơn nữa so với tô tề tu có chút hổ thẹn tâm sư diệu diệu đã hoàn toàn mất đi rồi đối hổ thẹn hai chữ khái niệm nàng ngay cả dấu hôn cũng không che đậy được chứ sư diệu diệu cùng tô tề tu vì một người xuất ra đi đều là trọng bàn tin tức càng miễn bàn hai người thấu ở cùng một chỗ cho dù không có gì lời nói một điểm tin tức đều không có liên quan đón máy bay ảnh chụp đều dám thay phiên ba ngày đầu đề đối với hai người kia trong vòng luẩn quẩn mọi người tỏ vẻ chịu phục mà tối chịu phục là VC đạo diễn công bố nhân vật chính danh sách, mặt trên rành mạch viết sư diệu diệu cùng tô tề tu này vài cái chữ to, cơ hồ kinh rớt cả nước quần chúng đại môn nha. Thức phân ti đều điên rồi. Bọn họ cái này nơi nào còn không biết sư diệu diệu cùng tô tề tu trong khoảng thời gian này đi làm thôi, không là hưởng tuần trăng mật, không là bí mật cầu hôn, phải đi quay phim A, vẫn là VC đạo diễn diễn A. Nhưng là tỉnh táo lại, bọn họ cũng không khỏi chiếm được hào lên, đây là bản thân thước phân yêu đầu A. Đối với sư diệu diệu thước phân ti mà nói, sư diệu diệu có thể bị mời thử kính đã là nhất kiện thập phần. Vinh hạnh sự tình Mặc dù có đồn đại nói sư diệu diệu chính là cuối cùng trúng cử giả, khả là không có quan phương tin tức, sư diệu diệu thước phân ti cũng không dám nói lung tung. Bởi vì kia dù sao cũng là VC đạo diễn, không là cái gì A miêu A Cẩu, có thể tùy tiện dùng tiền đã thông. Nếu nói, đối với sư Diệu Diệu tiếp chụp VC đạo diễn diễn, đại gia là có nhất định chuẩn bị tâm lý, như vậy ngay cả Tô Tề Tu đều cùng nhau tham diễn, thì phải là rõ ràng ngoài ý muốn. Lâu như vậy rồi, cho dù không là thuần thức phân, coi như là xem minh bạch điểm Tô Tề Tu tâm tư, trừ bỏ vài cái cực đoan thức phân vô pháp nhận Tô Tề Tu là thật tâm thực lòng thích sư Diệu Diệu chuyện như vậy thực, những người khác sớm liền hiểu đáng chết rối loạn ham muốn chiếm hữu theo sư Diệu Diệu một lần là nổi tiếng sau, có thể nói không có gì tác phẩm là không hợp tác với Tô Tề Tu, này trong đó nếu cứng rắn muốn nói là trùng hợp, kia cũng không tránh khỏi quá trùng hợp điểm, sự thật. Như thế nào, đại gia trong lòng nhất thanh nhị sở, không cần phải nói mặt. Nhưng là, lúc này đây điện ảnh nhưng là VC đạo diễn điện ảnh. Cái đó và thông thường điện ảnh không giống với, cái khác quốc nội điện ảnh có thể được đến Tô Tề Tu tham diễn là nhất kiện thập phần đáng giá cao hứng sự tình. Tô Tề Tu nhân khí cùng thực lực đều là điện ảnh phòng bán vé cùng chất lượng cam đoan. Nhưng là, tất cả những thứ này, VC đạo diễn không có khả năng mua trướng, VC đạo diễn không thiếu tiền, lại càng không thiếu người khí, hắn chụp điện ảnh, cho dù là theo trên đường kéo đến hai người đến diễn, cũng là có thể đạt tới buôn bán điện ảnh cao tiêu chuẩn phòng bán vé. Như vậy, Tô Tề Tu có thể tham diễn nguyên nhân liền chỉ còn lại có một cái, VC đạo diễn thừa nhận thực lực của hắn. Sư Diệu Diệu cùng Tô Tề Tu ở vòng luẩn quẩn nội danh vọng đạt tới cường thịnh, cho dù là người qua đường, đều biết đến này hai cái tên, trong lúc nhất thời, hai người ở cùng nhau vậy mà thành mục đích chung sự tình. Trong lúc nhất thời, Sư Diệu Diệu cùng Tô Tề Tu CP thước phân cảm giác cả người đều điệu đến đường bình bên trong, ngọt điệu nha. VC đạo diễn quả thật tùy hứng, thẳng đến đại gia vọng mặt thu thủy, hắn mới bắt đầu oanh oanh liệt liệt tuyên truyền, vì điện ảnh chiếu phim làm nổi lên chuẩn bị. Điện ảnh chất lượng không thể nghi ngờ, một cái chồng xử nữ đạo diễn đánh ra đến gì đó, tuyệt sẽ không là làm ẩu, càng miễn bàn này đạo diễn tên là VC. Ở chiếu phim ngày đầu tiên, các đại rạp chiếu phim đã bị chen bạo, VC, Sư Diệu Diệu, Tô Tề Tu, tùy ý một người phòng bán vé kêu gọi lực xuất ra khứ tựu cũng đủ hù chết người, càng miễn bàn ba người hợp nhất. Mà ở Hoa Quốc chiếu phim ngày đầu tiên, phòng bán vé đến nay phá 3 triệu, sáng tạo tân phòng bán vé lần đầu ghi lại. Này một vài tự, cho dù là hát tử, đều vô pháp nói ra nói cái gì đến, chỉ có thể chua sóc nói xong. Loại này phá điện ảnh, VC hết thời thôi, cũng liền bán ôm ấp tình cảm. Nếu không là Hoa Quốc bối cảnh, này điện ảnh không có khả năng có như vậy thành tích. VC hết thời, cho nên mới cần sư diệu diệu cùng tô tề tu nhân khí. Sư diệu diệu cùng tô tề tu mượn VC quốc tế địa vị, VC mượn sư diệu diệu cùng tô tề tu nhân khí, thật công bằng. Lời như vậy ung ung, ý đồ đem điện ảnh thành công toàn bộ quy kết cho ôm ấp tình cảm cùng trao đổi ít lợi, đáng tiếc, muốn là bọn hắn chọc phải là nhất phương thức phân ti, lời như vậy khả năng còn có suốt đầu ngày, nhưng là bọn hắn chọc phải là tam phương thức phân ti còn không có chờ quan phương ra tay, thước phân ti nhóm một người một cái nước miếng cái đinh, cũng đã đem hắc tử nhóm tạp đã chết. Vậy mà nửa điểm phản kích lực đều không có. Tranh đấu loại chuyện này, muốn thế lực ngang nhau mới sẽ đẹp mắt, nếu một cái vũ lực 100 đi đánh một cái vũ lực phụ ngũ cạn bã, đại gia nhiều nhất vây xem một chút, nhưng là kết cục đã nhất định. Trong phim sư diệu diệu rất đẹp, thân thể của nàng thượng có một cổ độc đáo khí chất, yêu mị, cứng cỏi tự hồ không khó tưởng tượng vì sao chim kim long hội đối nàng chuyên nhất tình. Chuyện xưa không tính tốt đẹp, VC đạo diễn bản sự chính là đem cảm xúc phóng tới lớn nhất, nhiều người xem đi theo nhân vật hỉ nộ ái ố cùng nhau hỉ nộ ái ố. Không ít người xem là cười đi vào, ở điện ảnh sau khi chấm dứt, là tay áo ướt sủng xuất ra. Cho dù điện ảnh tan cuộc, kia sợi buồn bã nhược thất ý tứ hàm xúc, cũng như trước thật sâu quay quanh ở bọn họ trong lòng, vì thế một đám người không hẹn mà cùng đến trên Internet đánh giá. Hài kịch He Diệu diệu cùng ảnh đế siêu cấp ngọt Hồn nhiên bạn trên mạng đều tin, khoái trá mang theo bổng vào rạp chiếu phim, bi thương mang theo đầy mình nguyền rủa ra rạp chiếu phim, rồi sau đó lặp lại tiền bối hành động, đây là một cái siêu cấp lớn hài kịch A. Giờ phút này, bàn lại luận phòng bán vé đã không có ý nghĩa, lấy, y điệp, thượng tọa xuất cùng xếp phiến dẫn, lại sáng thần nói đã không là nhất kiện xa xôi sự tình hiện tại đại gia càng chú ý là điện ảnh bản thân cùng với điện ảnh thông dụng dẫn hoa quốc nhân không hề thiếu lo lắng nước ngoài người xem xem không hiểu này chuyện xưa dù sao cũng là lấy hoa quốc cổ đại làm điện ảnh bối cảnh cho dù quay chụp điện ảnh đạo diễn là người ngoại quốc là mọi người đều biết thiên tài đạo diễn cũng vô pháp làm cho bọn họ nghi ngờ đánh mất đây là hoa quốc nhân nội tâm đối với cổ hoa quốc văn hóa kiêu ngạo nhưng mà thình lình bất ngờ là, không ít người phiên đến nước ngoài trang web sau, phát hiện này điện ảnh thảo luận nhiệt độ so với Hoa Quốc nội bộ cũng không ít vài phần. Rất nhiều người đều bị tinh mỹ Hoa Quốc khí cụ, trang phục, tạo hình, mê hoặc, cho dù là đối điện ảnh kịch tình vô cảm, cũng bị điện ảnh hoàng mỹ bố trí cùng nhân vật tạo hình mê đã đánh mất hồn, Hoa Quốc phong, trong lúc nhất thời thịnh hành toàn cầu. Mà sư Diệu Diệu cùng Tô Tề Tu, dựa vào này một cái điện ảnh, lại đăng đỉnh chức nghiệp kiếp sống cao phong việc vui luôn kết đàn đến ở sư diệu diệu cùng tô tề tu giá trị con người gấp trăm lần thời điểm hoa quốc càng là nhâm mệnh bọn họ vì hoa quốc hình tượng đại sứ toàn lực duy trì hai người sự nghiệp diễn xuất có thể nói chỉ cần hai người không cần ra cái gì không thể vãn hồi điểm đen tin tức bọn họ ở hoa quốc địa vị cũng đã là không thể dao động sư diệu diệu cùng tô tề tu thước phân ti đã nhanh điên rồi trong đó lấy sư diệu diệu thức phân ti tối thậm. Cô Tề Tu Đăng Đỉnh là dự kiến bên trong sự tình, tuy rằng này đỉnh núi độ cao làm cho bọn họ hoàn toàn không tưởng được, nhưng là tổng thể mà nói còn chỉ có thể xưng là kinh hỷ. Mà sư diệu diệu thức phân ti, đối với chuyện này là có thể xưng là mừng như điên. Sư diệu diệu chính thức xuất đạo thời gian cũng không lâu, mặc dù ở thức phân ti trong lòng, thuộc loại hoa quốc nữ tinh đệ nhất nhân, kia cũng giới hạn cho diện mạo, dù sao nhiều như vậy có chân rết nữ diễn viên đè nặng, tuy rằng nhân khí chừng, nhưng là sư diệu diệu thật sự xuất ra thủ vẫn là thiếu điểm thời gian lo lắng. Nhưng là, lúc này đây thứ nhảy ba cấp, trực tiếp đem sư diệu diệu đưa đến như vậy cao phong, này mới xuất đạo bao lâu a à? các nàng liền xem sư diệu diệu theo thấp nhất cốc luôn luôn đi tới hiện tại, các nàng trong lòng nơi nào có thể không kích động. Mà tối kích động nhân, là tô tề tu một cái uây bộ. Uây bộ thường, có một tấm hình, trong ảnh chụp, có 30 món ăn. Biết nhân, lập tức liền đã hiểu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Kết thúc chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 89 Kết thúc chương Tô Tề Tu có thể học giỏi này đó đồ ăn là hạ thực công phu, sau lưng huyết lệ tự nhiên là không cần phải nói, liền hướng về phía phần này tâm ý, sư Diệu Diệu cũng không thể bỏ qua của hắn thật tình. Lấy thật tình đổi thật tình, sư Diệu Diệu khoái trá đem Tô Tề Tu ấn đến ở tại trên giường bắt đầu đùng đùng đùng. Tô Tề Tu tỏ vẻ: "Ngươi đặt sao ở đầu ta?" Sư Diệu Diệu ngược lại không phải là thật là vì như vậy gọi món ăn, nếu thật sự vì ăn, lấy thân phận của nàng, tìm cái cao nhất đầu bếp lại có nhiều nan. Nàng xem chẳng qua là Tô Tề Tu tâm ý thôi. Hai người đều là kiêu ngạo nhân, nàng theo ngay từ đầu sẽ không xem tốt bản thân cùng Tô Tề Tu, nàng là cái không đồng ý chịu thiệt, mà Tô Tề Tu lại là cái buồn, hai người thấu cùng nhau, thế nào đều không giống như là một đôi. Nhưng là chuyện tình cảm, nơi nào là lý trí có thể khống chế. Tô Tề Tu hảo, sư Diệu Diệu cũng không phải ý chí sắt đá, làm sao có thể cảm thụ không đến, nàng một chút mềm hóa, một chút tới gần Tô Tề Tu, Tô Tề Tu như vậy không khéo nhân sao có thể cảm thụ không đến. Có thể nói, phần này cảm tình, nếu không là hai người cho nhau hấp dẫn cùng không buông tay, tất nhiên là thành không xong chính quả. Đùng 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 sau, sư diệu diệu liền cùng tô tề tu cùng đi ăn tô tề tu làm tình yêu bữa tối. Không tính là ăn ngon nhất, nhưng là tổng thể vị nói không sai, bởi vì là lạnh một lần nữa đun nóng duyên cớ, luôn mất điểm phong vị. Nhưng là này hoàn toàn không ngại ngại sư diệu diệu tú ân ái. Ca, ca mấy trương ảnh chụp đi xuống, sư diệu diệu lại tú đại chúng một mặt ân ái. Biết cô ảnh đế vì ngươi học nấu cơm, cho nên mời ngươi quan ái độc thân cậu, cảm ơn. Độc thân cậu cũng là cậu, vì sao muốn đã thương hại cậu cậu. Tiểu cô nương ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, cùng ta học nấu cơm đi. Cô ảnh đế nhất định đi tân phía nam. Tổng thể mà nói, quầy bộ hạ tràn ngập vui vẻ cùng chúc phúc. Tất cả mọi người có loại ảo giác, phản phất tiếp theo dây sư diệu diệu cùng tô tề tu có thể kết hôn, rõ ràng mới công bố tình cảm lưu luyến không bao lâu, mọi người lại đều cảm thấy này hai cái ở cùng nhau đại nửa đời người, loại cảm giác này thật sự là rất kỳ diệu, kỳ diệu đến hoàn toàn sinh không dậy nổi một chút ít phản đối cảm xúc đến, ước chừng này đây mê hoặc bắn ngược đều đã hao hết người phản đối tâm huyết, hiện tại quay đầu nhìn xem này một đôi, vậy mà đều cảm thấy ngọt ngấy thậm chí không ít người đều bắt đầu chờ mong nổi lên sư diệu diệu cùng tô tề tu hôn nhân, bởi vì nếu tham chiếu đường đường bộ dáng dài, kia lại là một cái siêu manh ngôi sao nhỏ tuổi A. Chính là, còn không có đợi đến sư diệu diệu cùng tô tề tu hôn tấn, đại gia trước hết đợi đến các nhập vây danh sách. Lúc này đây, y điệp, khai lớn, tốt nhất phim nhựa, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất hình ảnh, tốt nhất nam nữ nhân vật chính, cơ hồ toàn diện bao quát. Ở được đến tin tức này thời điểm, quảng đại quần chúng là mộng bức. Đúng vậy, không phải là bởi vì ngươi là VC cho nên tất cả những thứ này đều có thể liền như vậy ít đi qua, loại này đại tin tức ngươi tùy tùy tiện tiện để lại, như vậy không lo lắng một chút của chúng ta trái tim nhỏ sao. Nhất là sư diệu diệu, ngươi thế này mới chính thức xuất đạo bao lâu a à? muốn hay không như vậy tùy tùy tiện tiện liền phát lại đề danh tin tức. Cho dù là thật yêu thức phân cũng có chút hâu không được được chứ lời tuy nói như vậy khả ám thích hay là muốn ám thích nhiều nhất ở diễn đàn hoặc là ủy bộ thượng lơ đẳng, tỏ vẻ chúng ta dịu dịu còn trẻ cách thưởng tuy rằng đề danh hai lần nhưng là chúng ta sẽ không quá để ý quan trọng là bị khẳng định mà không là đoạt giải cùng phủ tóm lại trang một tay hảo bức về phần sư dịu dịu đang ở cùng tô tề tu cùng nhau quay chụp hướng gió đài mô phỏng hôn nhân thu quan tiết mục này dù sao cũng là một cái mô phỏng tình yêu và hôn nhân tiết mục, kết quả hai cái khách quý tiết mục không có lục hoàng, nhưng là thật sự ở cùng nhau, này hiệu suất, hướng gió đài cũng không biết ứng nên nói cái gì mới tốt. Nhất là xem hai người kia trong lúc đó ở chung, trước kia còn có loại vợ chồng già cảm giác, hiện tại khen ngược, rất có một loại tình yêu cùng nhiệt ý tứ hàm xúc ở, nhất là sư diệu diệu cùng tô tề tu hai người quần áo không có che lấp địa phương, này dấu vết, nhân viên công tác đều nỗ lực dời đi ánh mắt a à, này hai cái cầm thú này nhất kỳ muốn chụp nội dung thật minh xác chính là thu quan hôn lễ hướng gió đài luôn luôn tài đại khí thô bởi vậy rất nhanh tìm đến đây ít bài lúc trước tẩu tú áo cưới trang lấy trước mắt thẩm mỹ đến xem rất khó có siêu việc này hai kiện quần áo áo cưới công lê sư diệu diệu cùng tô tề tu ảnh cưới chụp thật duy mỹ thịt dục đúng vậy cho dù nhiếp tượng sư có nỗ lực hướng duy mỹ phương hướng chụp mà sư diệu diệu cùng tô tề tu diện mạo cũng cũng đủ duy mỹ nhưng là cũng không chịu nổi hai người kia trong lúc đó nồng đậm nội tiết tố sư diệu diệu vốn sẽ không là cái hội ủy khuất chính mình người nguyên bản tô tề tu coi như hai người lý dù sao buồn cái kia dĩ vãng giao phong tất cả đều là sư diệu diệu chiếm tiện nghi hiện tại tốt lắm tô tề tu như vậy cái rối loạn nhân cũng bị sư diệu diệu mở ra tân thế giới đại môn dĩ vãng sư diệu diệu chọn một chút tô tề tu có thể nhịn mà lúc này hóa thân điện quan độc long chui tô tề tu nơi nào nhịn được trụ hai người vỗ vỗ người chung quanh đều sợ tiếp theo dây hai người trong lúc đó ở trên giường cút đứng lên sư diệu diệu chạm vào một chút tô tề tu môi tô tề tu hàm một chút sư diệu diệu ngón tay hai người kia đến sau này đã hoàn toàn mất đi rồi thân là công chúng nhân vật hẳn là có dè dặt nếu không là còn sót lại lý trí nói cho bọn họ biết là ở lục tiết mục bọn họ có thể trực tiếp đùng đùng đùng. Chụp xong rồi ảnh cưới, muốn làm cho chính là hôn lễ. Hôn lễ đương nhiên phải giọng chính, lãng mạn ấm áp tiếp đất khí. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn nguyên nhân là Tô Tề tu muốn đem rất cốt lưu đến tương lai, long trọng, hoa lệ hôn lễ, cần phải bản thân bố trí mới được, tiếp mục hôn lễ, đương nhiên phải lấy vui vẻ làm chủ. Cho nên, hai người hôn lễ bố trí, quả thật thập phần ấm áp tiếp đất khí tham gia hôn lễ phần lớn là công ty nghệ nhân, sư diệu diệu cùng tô tề tu trong vòng bằng hữu cũng không nhiều, bởi vậy trình diện nhân cũng không tính rất nhiều, nhưng là tô tề tu đều có thật tri kỷ bố trí hảo hoa quốc cổ trang, đục lỗ nhìn lại còn tưởng rằng là quần thể xuyên Việt. Sư diệu diệu ăn mặc thật cổ đại nông thôn phong, một dòng yêu diễm người đàn bà đanh đá hơi thở, tô tề tu nhưng là hào hoa phong nhã, vừa thấy chính là cái sợ vợ. Hôn lễ mở màn, sư diệu diệu là bị con lừa mang vào nhà nội tà ngồi ở con lừa trên người sư diệu diệu trên đầu đội cái đại khăn vang đỏ thoạt nhìn thật đúng là thuần phát này đại khái là sư diệu diệu đời này thoạt nhìn tối vô hại lúc chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gan sư diệu diệu lập tức liền thay đổi mặt mau tới đây lưng ta tô tề tu nơi nào có thể không tuân mệnh tiến lên một bước liền cõng lên sư diệu diệu còn điên điên sức nặng trầm sư diệu diệu cũng không khách khí hung hăng ninh tô tề tu lỗ tai nói thêm câu nữa ta không nghe rõ mỹ tô tề tu cũng học xấu không chút do dự sửa lại khẩu đổi lấy từng đợt hư thanh sư diệu diệu nhưng là rất đắc ý nàng cũng cảm thấy bản thân rất mỹ bị lưng tha một vòng bối cảnh âm nhạc hợp với tình hình vang lên trư bát giới lưng nàng dâu rất có một phen hứng thú bởi vì là đi bình dân hóa bởi vậy hôn lễ lưu trình cũng không tính nhiều phần lớn là ngoạn trừ bỏ ngoạn chính là ngoạn nháo tân nương chú rể xiết coi như là ùn ùn chỉ tiếc hai người kia trên cơ bản không có gì hổ thẹn tâm nhường thân ái liền thân ái nhường ôm ôm liền ôm ôm quá đáng khách quý cũng không dám đề không quá phận hai người kia làm đứng lên quả thực rất hào phóng làm cho người ta ồn ào thời điểm nhịn không được tiếc nuối làm sao lại không điểm hổ thẹn tâm đâu hôn một cái hôn một cái sau đó sư diệu diệu liền thoải mái ôm tô tề tu hôn nửa điểm không mang theo do dự công chúa ôm công chúa ôm sau đó tô tề tu liền thoải mái đem sư diệu diệu công chúa bế dậy cộng thêm vành tai và tóc mai chạm vào nhau hoàn toàn không để ý lo ở đây độc thân cậu ý tưởng một hồi hôn lễ tân khách tẩn hoang sư diệu diệu tỏ vẻ ăn tô tề tu lão nhiều đậu hũ rất vui vẻ Tô Tề tu tỏ vẻ, cùng sư diệu diệu cùng nhau thân ái mật mật rất vui vẻ. Tân khách tỏ vẻ, làm độc thân cẩu bị ngược rất vui vẻ. Sư diệu diệu đổ là chưa hề nghĩ tới hôn lễ sẽ như vậy hảo ngoạn, trong lúc nhất thời nổi lên điểm lòng hiếu kỳ. Ngươi nói, ngươi nếu cùng ta kết hôn, hôn lễ này làm sao bây giờ a? À? Ngươi giả sao? Tô Tề tu không có trả lời, ngược lại hỏi. Sư diệu diệu do dự mà nghĩ nghĩ hảo ngoạn liền gã. Được đến bản thân muốn đáp án Tô Tề Tu cảm thấy bản thân làm sao lại tệ như vậy tâm đâu. Hướng gió đài tiết mục bá ra thời gian rất khéo, ngay tại các trao giải điển lễ đêm hôm trước, nói cách khác, ở sư Diệu Diệu cùng Tô Tề Tu đang ở A Quốc thời điểm, mọi người đều thấy được tiết mục lý hai người hình nội tiết tố tản ra luyến ái toan hữu vị. Độc thân cậu tỏ vẻ thu được 10 vạn bị thương hại, các ngươi có bản lĩnh yêu đương, các ngươi có bản lĩnh đừng thương hại a. À. Đó là một cái vô miên ban đêm, vô số độc thân cẩu bị sư diệu diệu cùng tô tề tu ở tiết mục lý kia một cổ nồng đậm, tiếp theo dây chúng ta liền muốn hạn chế cấp không khí làm hại tràn trọc không yên, khó có thể nhập miên. Mà chuyển thiên, bọn họ đã bị hai người ở hồng trên thảm vô cùng thân thiết cấp thiểm mắt bị mù. Sư diệu diệu cùng tô tề tu ăn mặc là tình lữ trang, lúc này đây hai người đổ là không có một chút ít che lấp rõ ràng mặt tình lữ trang, như vậy kiêu ngạo cùng đi hồng thảm cũng là không ai. Sư Diệu Diệu cùng Tô Tề Tu là một chiếc xe, Tô Tề Tu xuống xe, trước tiên liền đi tới Sư Diệu Diệu bên người, hành động đổ không nhất thiết nhiều ân cần, nhưng là này cổ tử tự nhiên kính, thật sự là nhường độc thân cẩu nôn ra một búng máu đến. Mà hai người kia đi cùng nhau cũng không yên, tràn ngập tình yêu đối diện A, tay trong tay động tác nhỏ A, ngươi khu khu ta, ta trừng trừng ngươi A, cảm giác hoàn toàn không giống như là ở gặp may thảm, như là hai cái tiểu tình lữ ở đi giáo đường. Này còn có thể hay không tốt lắm. Thế giới này có thể hay không nhiều một chút yêu. Quan ái độc thân cẩu, người người có trách. Dịu dịu khu trong lòng bàn tay động tác bị chụp được đến đây, nàng làm bộ như một bộ thật vô tội bộ dáng. Hai người kia còn có thể hay không hảo hảo ngược cẩu. Bọn họ đương nhiên có thể. Sư Diệu Diệu cùng Tô Tề Tu vị trí là liền nhau, toàn bộ quá trình hai người tay trong tay, Sư Diệu Diệu ngẫu nhiên rút tay về, cũng bị Tô Tề Tu kéo lại, một bộ ghen keo kịp dạng, người xem dở khóc dở cười. So với cái khác diễn viên, Sư Diệu Diệu cùng Tô Tề Tu diễn cũng thật nhiều, hơn nữa bọn họ là VC đạo diễn điện ảnh nam nữ nhân vật chính, truyền thông cũng nhịn không được cho càng nhiều hơn chú ý, màn ảnh thường thường đảo qua, liền như vậy vài giây màn ảnh, cũng đủ độc thân cậu nhóm bị thương. VC đạo diễn đối với lần này giải thưởng hơi có chút nhất định muốn lấy được, của hắn lừa đảo luôn luôn khéo léo, trên chuyện buôn bán được hoan nghênh, bình thường khi lại không ăn mệt, cùng VC đạo diễn đứng cùng nhau, đối với các đạo diễn mà nói đều là rất lớn áp lực, càng miễn bàn này bộ lừa đảo tuy rằng hắc tử phần đông, nhưng là cũng không chịu nổi của hắn khen ngợi như Thủy Triều, này một cái tốt nhất đạo diễn, là khẳng định không chạy. Về phần tô tề tu, của hắn kỹ thuật diễn đã sớm chiếm được quốc tế chứng thực, tuy rằng các đề danh là lần đầu tiên, nhưng là phàm là xem qua hắn biểu hiện, đều không thể nói hắn diễn không tốt. Thậm chí có thể nói, của hắn kỹ thuật diễn chiếu cố nội liễm ngoại phóng, lần này đề danh diễn viên lý có thể nói là không hề thắc thỏm. Mà sư diệu diệu là cái thuộc gương mặt, này thần kỳ hoa quốc nữ tinh, xuất đạo không lâu, liền lại đi tới các trao giải hiện trường, mọi người đối với của nàng giá trị cùng thực lực tỏ vẻ trong lòng biết rõ ràng, lúc này đây có thể hay không đoạt giải, ngược lại không là chuyện trọng yếu nhất. Tốt nhất vai nam chính quả nhiên là Tô Tề Tu. Ở đèn tự quan đánh tới Tô Tề Tu trên mặt thời điểm, Tô Tề Tu làm đệ một động tác là ôm lấy sư diệu diệu vòng vo ba vòng. Xem trực tiếp thức vân ti yên lặng xuất ra cẩu lương ăn một ngụm lớn, chó này lương, vì cho hắn nhóm bất ngờ không kịp phòng mà càng bất ngờ không kịp phòng ở phía sau. người chủ trì hỏi tô tề tu đoạt giải cảm thụ thời điểm, tô tề tu trả lời là như vậy. đây là nhất kiện thập phần vui vẻ sự tình, cho nên tại như vậy vui vẻ thời khắc, ta nghĩ hỏi sư diệu diệu nữ sĩ, người có phải không phải nguyện ý gả cho ta? bị bất ngờ không kịp phòng uy một ngụm cẩu lương người chủ trì hiểu ra một chút thuộc loại độc thân cẩu chua sót đồ ăn, thế này mới đem sư diệu diệu mời đến trên đài, sư diệu diệu nữ sĩ đối với tô tề tu tiên sinh vấn đề của ngươi trả lời là cái gì đâu sư diệu diệu xem tô tề tu nhíu mày nếu ta chiếm được tốt nhất nữ chính giác ta gả cho ngươi so với hứa hẹn những lời này càng như là ước định truyền thông nhất thời ủ rũ lên ai chẳng biết nói sư diệu diệu bộ dạng rất dễ nhìn cách thưởng thông thường không làm gì muốn gặp bộ dạng đẹp mắt minh tinh nhất là sư diệu diệu loại này đông tây phương thông ăn ngon xem đại gia nhất thời ở trong đầu tư tưởng tốt lắm ngày mai đầu đề, cách tốt nhất vai nam chính trao giải điển lễ cầu hôn bị cự. Cảm giác có thể an ủi thật nhiều độc thân cậu tịch mịch tâm linh đâu. Nghĩ như vậy, đại gia đối tô tề tu đồng tình tự ít đi vài phần, cầu hôn có thể kiên trì không ngừng, đầu đề cơ hội lại thoáng chốc thôi. Người chủ trì cũng cảm thấy không khí có chút xấu hổ, tuy rằng thoạt nhìn nam nữ nhân vật chính như trước nùng tình mật ý, nửa điểm không có chịu ảnh hưởng, Vừa muốn nói gì, lại nghe đến Tô Tề tu nói: "Ta đây chờ trao giải sau khi kết thúc ngươi gả cho ta." Cái này xấu hổ, người chủ trì tỏ vẻ hoa quốc nhân không là lấy khiêm tốn xưng sao, này hai cái vì sao như vậy? Không khiêm tốn. Sư Diệu Diệu nhìn thoáng qua người chủ trì chỉ biết nàng đang nghĩ cái gì. Này không phải không khiêm tốn a, à, này đã là không biết xấu hổ. May mắn ở công bố tốt nhất vai nam chính sau, chính là tốt nhất nữ chính giác nhân tuyển. Ngồi ở dưới đài sư diệu diệu nhưng là rất thoải mái, nhưng là tô tề tu lại siết chặt một phen hãn ở công bố tốt nhất nữ chính giác một khắc kia, tô tề tu cơ hồ thoát lực, sửng suốt nửa ngày mới đứng lên cho sư diệu diệu một cái ước sủng hôn. Ngươi phải gả cho ta. Tô tề tu thấp giọng nói, ông sư diệu diệu luyến tiếc buông tay. Sư diệu diệu cười khẽ một tiếng, đáp. Ta phải đi lên rồi sư diệu diệu tiếp nhận cúp, trên mặt mang theo thỏa đáng cười. Đối mặt ngồi vào, nàng nói. Vừa rồi có người hỏi ta, có nguyện ý hay không gả cho hắn. Sư diệu diệu dừng một chút, mọi người trên mặt đều hiện ra vài phần hiểu ý cười đến. Sư diệu diệu nhìn quanh tứ tòa, rốt cục đem ánh mắt định ở tại tô tề tu trên người, trên mặt của nàng mang theo cười, phất phất tay thượng cúp. Của ta đáp án là, ta nguyện ý. Tô Tề tu xem trên bục lĩnh thưởng sáng rọi vạn trượng nữ nhân, tuấn tú khuôn mặt thượng nhịn không được trồi lên ý cười, cái cô gái này, này bị toàn thế giới mơ ước nữ nhân, rốt cục đáp ứng rồi bản thân cầu hôn, o o. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.